Chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì vừa về một số mã hàng thì em sẽ lên cho anh quay video trực tiếp và báo giá cho bác luôn. Để các bác xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng thì em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship cho bác rồi, giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán nhá. Rất nhiều những cái mã hàng mới trong video hôm nay, giá rất tốt và rất dễ mua nhá. Các bác cùng đón xem video nhá. Rồi em đi nhanh vào những cái mã hàng đầu tiên. Mã đầu tiên thì đây, về tiếp tục cho bác đó là cái dòng móc khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn, là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi, nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi, đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này, đấy, một cái gen xoáy, các bác xoáy chặt vào và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, có nhá, khóa chặt luôn đó. Đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này, chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy nhà thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn, đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa có nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nha, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhá, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò ok luôn đó, 10k một chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop lại về thêm cho bác cái mã hàng đó là cái cuộn dây dù 20m nhá các nhá. Và em báo giá luôn, đợt này thì giá đang được giảm rất tốt bác luôn. Giá hiện tại bên em đang gửi bác giá chỉ có 20.000 một cái cuộn dây dù 20m nha. 20.000 một cuộn nhá, 20.000 một cuộn. Đó, một cuộn này dài sẽ được là 20m, rất nhiều dây luôn, 20m dây các bác biết rồi, rất là nhiều. Đấy, nó sẽ bó thành một cuộn rất đẹp nha. Đó, về các bác tháo ra để các bác xài sử dụng nhá. Con này các bác xài sử dụng rất là nhiều việc. Đấy, mình có thể là căng dây mình làm dây dây ví dụ như là căng dây buộc đồ này, rồi là các thứ ra đấy, chằng đồ các thứ, rồi mang các bác buộc đồ. Dòng này là dòng dây dù nhiều lõi nhá, dây dù nhiều lõi. Đây em lấy cho bác coi về cái phần lõi của nó nhá. Đây nha các bác nhá, đây cấu tạo bên trong của nó này, nó gồm rất nhiều là những cái sợi nhỏ nó sẽ bện vào thành một sợi to. Đấy, như này các bác xài nó rất là được bền các bác. Đấy, bình thường là các bác xài những cái dây, cái dạng dây dù nó chỉ có một lõi thôi ấy, thì nó rất là nhanh xuống dây, mà cái dây một khi nó đứt là nó đứt luôn, nó cũng đứt là đứt luôn. Đấy, nhưng con này là nó sự kết hợp của rất nhiều những cái lõi dây nó kết hợp vào thành một dây nha. Đấy, khi mà các bác xài nó dùng rất là bền. Đấy, vì em cũng đang xài cái dây này, em đang lấy cái dây này em cột mấy cái dây buộc mấy cái cây nha, mà bền lắm, em dùng mấy năm nay mà phơi nắng phơi mưa thoải mái luôn, mà rất là bền nhá. Đấy, dùng cực kỳ bền luôn. Đấy, mà một cuộn này 20m, giá nó chỉ có 20.000 thôi, về các bác sử dụng được rất nhiều công việc hay trong gia đình nhà mình luôn. Đó, cuộn dây dù 20m quá nhá, giá bên em đang gửi các bác là 20.000 một cuộn nha. Đấy, 20.000 một cuộn, rất chắc chắn và xịn luôn. Đó, về sử dụng rất là nhiều việc các bác nhá. Đây em về thêm cho bác một số các mã hàng hàng của siêu thị Nhật này. Đấy, hàng sách tay của siêu thị Nhật nhá. Đó, thì đây lên luôn cho bác đó là cái bánh xà phòng Nhật các bác nhá, giá bên em đang gửi bác là 30.000 một cái bánh xà phòng của Nhật nhá. Đấy, 30.000 một bánh nhá. Đấy, nó là xà phòng của Nhật nhá, xà phòng của Nhật, xà phòng tắm. Cái này thì các bác có thể tắm hoặc rửa tay được này. Đấy, nó còn có tác dụng là làm trắng da, sạch da. Đấy, rồi là các bác rửa tay tiêu diệt 100% vi khuẩn gây bệnh luôn. Rất sạch sẽ ok nhá. Thương hiệu của nó là Cao nhá, KAO này. Đấy, Cao. Xà phòng tắm rửa tay được luôn nhá. Hàng này thì nó đặt trụ sở công ty sản xuất ở Malaysia nhá, made in Malaysia. Đấy, và toàn dưới sự điều hành của công ty Nhật nhá, nên là cũng yên tâm. Đấy, hàng chuẩn của Nhật rất ok luôn. Đấy, bánh xà phòng tắm bên em đang gửi bác là 30.000. Đấy, về các bác có thể dùng để tắm này, rửa tay các thứ đều được luôn, sạch và thơm lắm. Cái này sạch và thơm, cái này thì em đang dùng xài sạch và thơm cực kỳ, cái mùi thơm của nó dịu nhẹ, mùi thơm Nhật mà. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ dùng tích cực kỳ luôn nhá. Bánh xà phòng của Nhật giá bên em đang gửi bác là 30.000 một bánh nha, 30.000 bánh nhá. Hàng này hàng bán ở siêu thị đấy các bác nhá, rất chất lượng luôn. Đó, rất ok. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái dòng
chai nước thông cống này, đấy, chai nước thông cống, tẩy rửa cống, rồi là làm sạch cống, khử mùi, tiêu diệt vi khuẩn của Nhật nhá. Đây, hàng thì made in Japan, đó, made in Japan. Một chai này thì sẽ có trọng lượng là 800g nhá, 800g. Đó đây, một chai này trọng lượng là 800g, hàng cũng của siêu thị Nhật này. Đấy, con này thì về cái công dụng của nó sẽ là đây, để em lấy đọc các bác này. Cái này là chai thông tắc cống, đường ống cống Daiichi 800g nội địa Nhật nhá. Đấy. Thì định lượng một cái chai này sẽ là 800g, công dụng của nó là loại bỏ bùn tắc, bùn ướt ở trong ống thoát nước này. Dung dịch sẽ tiếp xúc với phần đường ống bị tắc nhanh. Bị tắc này nhanh chóng hòa tan và loại bỏ các phần tóc này, bùn nhão này, diệt tận gốc vi khuẩn, các chất bẩn và mùi hôi thối nhá. Đó, sử dụng cho đường ống ở trong phòng tắm này, toilet và nhà bếp này. Đó thì liều đường sử dụng thì có sử dụng cho em từ 320ml cho đến 480ml cho một lần làm sạch nhá. Đấy. À, sau khi đổ cái chất này thì các bác đợi cho em từ 30 đến 60 phút và xả nước. Đó, làm sạch, xuất xứ đi từ ở Nhật Bản rồi nên cũng yên tâm về chất lượng đi. Đấy, dùng rất ok. Đấy thì các bác dùng cho em một lần là cứ khoảng tầm nửa chai này. Đấy thì các bác xài cho em. Đấy, ví dụ như là lâu lâu mình muốn khử mùi này, diệt khuẩn này. Đấy, làm cho cái cống của nhà mình nó chảy được khỏe hơn. Đấy, ngon hơn thì các bác dùng cho em, ví dụ một năm các bác mua chai này về các bác dùng cho em khoảng tầm 3 tháng một lần. Đấy thì một năm hết qua tầm 2 chai này thôi. Đấy mà giá nó bình dân thôi. Đây em báo giá luôn. Giá nó chỉ có 50.000 một chai thôi nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái chai nước thông cống màu vàng nhá, chai nước thông cống màu vàng. Bên em đang gửi bác là 50.000 một chai nha. Đấy chỉ có 50.000 thôi. Một chai này là đi 800g nhá, 800g nó cũng phải rơi được, một chai này cũng khoảng tầm 1 lít đấy các bạn, 1 lít đấy. Đấy thì mỗi lần các bác cứ xài cho em là một nửa chai này. Đấy thì một chai này chia được xài là được 2 lần này. Đấy, một chai này là dùng được 2 lần. Đó. Còn nếu mà không thì nhà các bác dùng ít thì cống nó tắc ít thì mình có thể xài thành 3 lần cũng được. Đấy, để cho tiết kiệm hơn. Đấy, còn nếu mà theo khuyến cáo của nhà xuất thì cứ dùng cho em là một chai này là 2 lần. Đó, 2 lần thì các bác dùng cho ví dụ như là một năm dùng hết 2 chai thôi thì một chai là dùng 2 lần, một năm xài hết 2 chai là được 4 lần đấy các bác nhá, được 4 lần đấy. Đấy về các bác xài sử dụng mua 1-2 chai về xài cả năm luôn. Đấy lâu lâu mình ví dụ mình không thơ, mình nó không tắc, mình có thể mình mang ra mình vệ sinh các thứ cũng được. Đấy là quá thoải mái rồi, ok rồi. Đấy, sạch sẽ thơm to nhà tắm, nhà vệ sinh, cống kia các thứ là nó đỡ mùi, đỡ bẩn này. Đấy rất ok luôn. Đó, hàng nội địa Nhật nhá, rất xịn sò. Made in Japan. Đó rất ok luôn. Đó. Thì các bác đổ trực tiếp cái chất này vào cái đường ống cống nhà mình và các bác để cho em từ 30 đến 60 phút, sau đó mình mới xả nước lại các nhá. Các bác đừng xả luôn nhá, đừng xả luôn. Cứ để ngâm trong đấy khoảng tầm từ nửa tiếng cho đến 1 tiếng, sau đó các bác đã xả nước lại nhá để nó phát huy tác dụng tốt nhất của cái chất này. Đó, thì hàng của nội địa Nhật nhá. Giá anh em đang của bác là 50k nước thông cống. Đấy, chai nước thông cống màu vàng nhá, 50k một chai. Sản phẩm tiếp theo thì đây lên luôn cho bác, đó là cái chai nước tẩy bồn cầu này. Em báo giá luôn chai này thì bên em cũng đang gửi bác, giá sẽ là 50.000. Hàng này thì cũng hàng của siêu thị Nhật các nhá, hàng cũng của siêu thị Nhật. Một chai này sẽ là 500ml. Cái này nó là cái dòng mà nó giống những cái chai mà Vim ấy, những cái chai mà nước tẩy vệ sinh con vịt mà các bác hay xài ở gia đình mà Việt Nam mình hay bán ấy, nhưng mà dòng này nó là dòng hàng nội địa của Nhật. Đấy, nên là các bác yên tâm về chất lượng, dùng rất sạch luôn. Đấy, dòng này của nó là cái dòng nước tẩy đậm đặc siêu sạch. Đấy, một chai 500ml với công thức là tẩy rửa cực mạnh nhá, giúp tẩy sạch mọi vết bẩn này, vết ố vàng này, diệt trùng này, khử mùi hôi khó chịu, giúp bồn cầu luôn sạch bóng này. Đó. Và cái loại này nó là đậm đặc gấp 10 lần so với cái loại bình thường. Đấy. Như giúp bám lâu hơn trên bề mặt. Đấy. Và kéo cái dài cái thời gian mà cái dung dịch này tiếp xúc này. Đấy. Để nó tẩy sạch những vết ố bẩn này, rồi là những cái mùi hôi khó chịu ở trên bồn cầu nhá. Đấy, hàng này nó là hàng bán chạy top 1 số 1 của Nhật nhá, rất chất lượng luôn. Một chai là 500ml. Đây các bạn nhìn này. Made in Japan. Đó đây không, made in Japan. Đó, hàng rất chất lượng luôn. Đây thì nó thiết kế cũng theo cái dạng kiểu dạng con vịt này, thì về các bác nghiêng cái này xong rồi ở cái góc này đấy, các bác đổ thì nó sẽ ra. Đấy, nó sẽ ra nước nhá, nó sẽ ra nước. Đấy thì các bác ngửa chai này, sau đó cái phần vòi nó sẽ quặp ra và các bác phun vào trong những cái gầm của cái bồn cầu như mình các bác để các bác xịt rửa nhá. Đó thì một chai này là 500ml thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k một cái chai nước tẩy bồn cầu nhá. Các bác có lên mã nha, em sẽ là cái chai nước tẩy bồn cầu. Giá em đang gửi bác là 50k một chai. Đấy, hàng cũng của siêu thị Nhật, made in Japan, rất xịn sò chất lượng luôn. Cái này chuyên dùng để tẩy rửa sạch sẽ bồn cầu nhá. Đấy, nó thay thế những dòng
nước truyền thống các bác hay xài nó rất là loãng, như con này nó là dòng siêu đậm đặc nhá, và tẩy rất là sạch, rất là thơm luôn đó. Giá bên em là giá bác là 50k/100, hàng cũng là hàng sách tay siêu thị Nhật, rất xịn sò luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây gãi lưng này. Đấy, lên mã em sẽ cái cây gãi lưng, các bác có thể là thu ngắn vào, các bác có thể kéo dài ra. Đấy, những cái vị trí mà khó gãi, bình thường là những cái vị trí ở lưng các thứ ra bác dùng rất là khó thò tay, các bác gãi được, các bác mua cho cái cây này về mình kéo dài ra, thò vào lưng các thứ mình gãi nhá, rất tiện dụng luôn, vừa gãi ngứa vừa massage rất tiện dụng luôn. Giá thì bình dân thôi, bên em đang gửi bác giá một cái cây gãi lưng này là 10.000 một cây nhá, 10k. Lên mã em sẽ cái cây gãi lưng nhá, cái phần này của nó đầu nhựa sừng. Đấy, gãi rất là êm luôn, 10.000 một cái cây gãi lưng nhá. À, bộ mũi khoan đa năng nhá, lên nhanh luôn bác, đó là cái bộ mũi khoan đa năng, một hộp này là 5 mũi nhá, về các bác sử dụng khoan gia đình nhà mình. Đấy, rồi anh em thợ thiền cũng thể khoan thoải mái luôn. Đấy, dòng mũi khoan đa năng, cái đầu của nó rất là hay thiết kế cái dạng là đầu tên lửa này. Đấy, để khi mà các bác khoan đấy, nó những cái đặc biệt là những vị trí ví dụ như là gạch men, những cái chỗ đá hoa nó hay bị trơn, nó hay bị trượt mũi khoan, các bác khoan nó rất là khó, và khoan rất hay bị trượt mũi là rất nguy hiểm, hay bị vỡ đá thứ gì. Đấy, rồi những cái chỗ vị trí đánh dấu mà các bác khoan nó bị trượt mũi là nó rất bị sai vị trí, sai lệch vị trí, là các bác bắt những cái đồ thứ vào nó bị cập kênh thứ, là nó bị thấp bên cao nó rất là khó chịu, thì các bác mua trong cái bộ mũ này về. Cái đầu nó thiết kế dạng đầu tên lửa, nó vào nó rất là ngọt luôn, các bác cứ vào cho em, nhấp cho em vào từ từ vào cực kỳ ngọt, bảo hành bác luôn nhá các bác, nếu mà không vào từ em cho bác trả lại luôn, khoan ngọt lắm. Cái này em cũng đã dùng thực tế rồi, dùng thích cực kỳ luôn. Đấy, thì một bộ này của nó sẽ gồm có là 5 mũi nhá. Đấy, 5 mũi 2 4 5, nó sẽ có là 2 mũi 6 này, 1 mũi 8 này, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Nói chung là các bác dùng cho em bộ này, các bác dùng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng cho em bộ này cũng quá ok luôn. Đấy, thì em báo giá luôn nhé. Bộ này thì bên em là gửi bác giá của nó sẽ là đi 100k. Lên mã em sẽ cái bộ mũi khoan đa năng. Đấy, bộ mũi khoan đa năng sẽ gồm có là 5 mũi, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10, 1 mũi 12. Đấy, thì giá của nó sẽ là 100.000 một bộ đúng không nhá. Đấy, mua bán bên em là bán cả bộ luôn các bác nhá. Bán cả bộ về các bác xài cả bộ luôn. Đấy, mình xài lúc nào mình cũng có cái mũi, tất cả các loại lỗ hầu như là dùng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng hết luôn. Một bộ này 100k bộ 5 mũi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây chổi cọ sắt này. Lên bạn em sẽ cái cây chổi cọ sắt nhá. Cây này dùng hai lắm. Đấy, đây. Nó là cái dạng cái cây những cái sợi thép nó nhỏ li ti nha, các bác nhìn này, nó bện vào rất nhiều, những cái sợi thép bỏ đi nó bện vào thành một cái bó nha. Đấy, để các bác về các bác dùng, để các bác cọ son, cọ nồi, cọ những cái đồ ở gia đình nhà mình này. Đấy, rất tiện dụng luôn. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây chổi cọ sắt nhá. Cây chổi cọ sắt nó có phần tay cầm rất tiện, có cả phần móc đeo, dùng xong các bác có thể đeo lên. Đó, thì đây. Các bác về xài rất ok. Cây chổi cọ sắt này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 30.000 một cây nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây chổi cọ sắt này. 30k. Đấy, 30k một cái cây chổi cọ sắt nó xòe xòe ấy nhỉ. Đấy, rất ok luôn. 30k một cây nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái bộ tô vít đen này. Lên mã em xem cái bộ tô vít đen nhá. Bộ này thì về các bác xài gia đình các thứ dùng rất là tiện luôn. Đấy, một bộ tô vít đen sẽ gồm có là một cái cây vít này, một cái cây vít và 6 cái đầu vít đi kèm, mà một cái đầu vít này sẽ gồm có là hai đầu nên dùng rất là tiện nhá. Đầu cộng, đầu trừ này, đầu hoa thị này, đầu lục giác này, về các bác xài gia đình rất tiện dụng luôn. Đây, để em cắm thử với bác coi. Đấy, cắm vào và các bác xoáy, mình có thể là cho thấp cho cao được nhá, điều chỉnh ở cái vị trí luôn. Đấy, cho thấp, các bác muốn cho dài ra và các bác muốn cho thấp lại, rất tiện dụng nhá. Và con này nó có cả cái hệ thống đảo chiều luôn. Đấy, đảo chiều xoáy nhanh nhá, các bác nghe tiếng tạch tạch là các bác biết rồi. Đấy, rất là hay nhá. Đảo chiều xoáy nhanh và các bác khóa đứng, khóa chết trục cũng có luôn nhá. Đây. Đấy, sang bên phải, sang bên trái có luôn này. Đấy, khóa đứng chết trục luôn này. Đấy, rất ok. Cái phần tay cầm nó rất là to. Các bác cầm, các bác xoáy vặn nó rất là dễ dàng sử dụng nhá. Đó, thì một cái bộ tô vít đen này bên em gửi bác giá chỉ có là đi 50.000 thôi các nhá, chỉ có 50.000 thôi, mà về các bác xài gia đình, anh em thợ thuyền xài bộ này quá ok luôn. Đấy, nó sẽ gồm có là 12 cái đầu vít. Đấy, 12 cái đầu vít này. Đây, bộ này của nó chuẩn của nó sẽ gồm là đi 13 chi tiết các nhá. 13 chi tiết. Nó sẽ gồm có là 6 cây vít, vì mỗi cây là hai đầu thì tính ra là 12 đầu, 12 cái đầu vít và một cái thân vít đi kèm. Thì bộ này nó gọi là 13 chi tiết này. Đấy, thì cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ tô vít đen nhá. Đấy, bộ tô vít đen. Bên em đang gửi bác một cái bộ tô vít đen này, giá của nó sẽ là 50k. Đấy, chỉ có 50.000 thôi. Một bộ giá rất bình dân, hạt rẻ mà về các bác xoáy rất đa năng, xoáy rất nhiều thứ khác nhau luôn. Đó, đầu cộng, đầu trừ này. Đầu y, đầu u, đầu tam giác này, đầu hoa thị các thứ có đầy đủ hết luôn. Đây, đấy, có đầy đủ hết luôn để về các bác xài nhá. Bút điện này thì bên em cũng đang thanh lý xả kho, giá chỉ còn có 20.000 thôi. Và khi mà các bác mua bút điện thì bên
công ty sẽ có tặng kèm thêm cho bác một cái lốc pin này nữa này. Đấy, bút thử điện đa năng nhá các bác. Này thì con này thì về các bác có thể là sử dụng đa năng. Đấy, đây sử dụng đa năng các bác thử pha nóng pha nguội này, thử thông mạch này, các bác thử thử dây âm dây dương, thử dây ở ngoài dây trong dây cũng được luôn nhá. Đấy, nói chung là con này đa năng lắm, sử dụng đa năng mà giá bình dân thôi, giá là chỉ có 20.000 một cái thôi nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây bút thử điện đa năng. Đấy, con này cực kỳ đa năng. Và khi mà mua kèm bên em là công ty có tặng kèm thêm pin này. Bình thường là các bác mua ở những cái chỗ khác là nó chỉ có nguyên bút không thôi, mà đây giá rẻ chỉ có 20k, lại còn đặc là được có kèm thêm một lốc pin nữa nhá. Đấy mà chỉ có 20.000. Cứ lên mã cho em sẽ là cái cây bút điện đa năng 20.000 một cây. Tiếp theo đó là cái bộ vít V9 này, lên mã em sẽ cái bộ vít V9 nhá. Bộ vít V9. Bộ này nó sẽ gồm có là 9 chi tiết để về các bác xoáy chuyên, các bác xoáy bu lông. Đấy, xoáy bu lông hoặc các bác có thể về dùng để bắn vít, bắn bu lông đều được luôn. Đấy đây. Nó sẽ gồm có là 1 2 3 4 này, 5 6 7 8 9 này, từ loại nhỏ nhất sẽ là 5 mm, 6 7 8 9 10 11 12 13. Đấy, nó sẽ gồm có là 13 cỡ nhá, 13 cỡ. Đấy, 13 cỡ. 13 cỡ vít khác nhau, 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Đấy thì cứ lên mã em sẽ là cái bộ vít V9 2 4 5 6 7 8 9 nhá. Nó sẽ gồm có 9 cái đầu bu lông nha. Đấy, 9 cái đầu bu lông để về các bác xài, các bác xoáy được rất là nhiều thứ khác nhau luôn. Đấy, chuyên để các bác xoáy bu lông nhá. Đây này, các bác nhìn những cái ấy bu lông này. Đấy, những cái con bu lông dạng nhỏ nhỏ ấy là các bác xài này rất ok. Bộ này thì bên em đang gửi bác là đi 40.000, cứ lên mã giúp xem sẽ cái bộ vít V9 nhá. Đấy, bộ vít V9. Xoáy bu lông nước các thứ ra. Nhớ mã giúp em sẽ là bộ vít V9 nhá. V9 này. 40k. Đấy, 40k một bộ vít V9. Đấy, 40.000 bộ thôi. Giá bình dân là dẻo nhá. À, bóng đèn 10W này bên em lại tiếp tục về số lượng lớn để gửi bác này. Giá thì cũng bình dân thôi. Lên mã anh em sẽ cái quả bóng đèn 10W nhá. Quả bóng đèn 10W bên em đang gửi bác giá sẽ chỉ có 10.000 một quả thôi. 10.000 một cái quả bóng đèn 10W này. Công suất là 10W nhá. Về các bác xài sử dụng đa năng. Đấy, những cái chỗ vị trí ví dụ như là các bác cần ít ánh sáng thôi, ví dụ như là nhà vệ sinh, nhà tắm này, cầu thang này, đường đi lối lại mình cần ít ánh sáng, nó không cần quá nhiều mà công suất nó vừa đủ thôi, nó không bị tốn điện, các bác xài em con này. Đấy, 10W nhá. À, giá bên em các bác là 10.000 một quả bóng đèn 10W này. Đuôi của nó dùng sẽ là đuôi xoáy và sử dụng giúp em là điện 220 nhá. Đấy, bóng đèn 10W nhá, giá sẽ là 10k. Đây, nếu mà bác nào muốn tham khảo một cái mã đèn sáng hơn thì các bác có thể tham khảo con này. Con này công suất của nó sẽ cao hơn chút, công suất của nó sẽ là 15W nhá. Và cũng sử dụng điện 220, đuôi của nó cũng sẽ là đuôi xoáy nhá. Và con này thì giá của nó sẽ cao một chút. Con này thì giá nó sẽ hơn là 10 giá của nó sẽ là 15k. Đấy, lên mã bên em sẽ là cái bóng đèn công suất là 15W nhá. Giá bên em đang gửi bác là 15.000 một cái quả bóng đèn 15W, nó chỉ hơn nhau chỉ có 5.000 thôi. Đấy, tùy nhu cầu nhá, mình có thể sử dụng con 10W em vừa quay, hoặc là các bác mua cho em cái con 15W nha, nó sẽ sáng hơn một chút nhá. Thì con này bên em đang gửi bác là 15k một cái quả bóng 15W nha. Đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá, về các bác sử dụng. Ngoài ra thì ở đây có bán đợt đến về thêm với bác, đó là cái bóng đĩa bay. Các bác nào mà sử dụng ở trong những cái phòng rộng, mình cần những ánh sáng mà nó tỏa ra nhiều thì các bác mua cho em quả bóng đĩa bay nha. Đấy, tại sao nó gọi là bóng đĩa bay? Vì nó thiết kế nó như kiểu là một chiếc đĩa bay và cái tầm chiếu sáng của nó rất là rộng nhá. Bình thường là các bác nhìn những quả bóng tròn này, cái tầm sáng nó rất là cấn, nó chỉ có một tí này thôi. Đấy, nhưng con này các bác nhìn cái vòng nó này, cái vòng nó rất là to và cái tầm chiếu sáng nó không bị khuất, nó không bị góc chết nhá, nó sẽ tỏa ra được rất là rộng. Đấy, nên các bác xài nha, con này rất ok. Con này công suất của nó sẽ là 40W nhá, sử dụng cho em là điện 220, đuôi của nó cũng sẽ là đuôi xoáy luôn. Đấy, thì em báo giá luôn, lên mã em sẽ cái quả bóng đĩa bay. Quả bóng đĩa bay thì bên em gửi bác giá của nó sẽ là đi 40.000 nha, 40.000 một quả bóng đĩa bay nha. Nói chung là con này các bác xài gia đình, xài phòng khách rồi là những cái phòng rộng rộng, phòng ngủ có thứ ra. Đấy, cầm một con ánh sáng vừa đủ. Đấy, là các bác xào em là rất là bí luôn. Bóng đĩa bay nhá, 40k, nhìn nó cũng rất là đẹp luôn. Đấy, vừa làm một chiếc đèn trang trí vừa đẹp để chiếu sáng luôn, ok luôn nhá. 40k bóng đĩa bay nhá, công suất là 40W, sử dụng điện 220. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái mã hàng, đó là cái máy hút bụi mini. Lên mã nha, sẽ cái máy hút bụi mini cầm tay nhá. Máy hút bụi mini này. Máy hút bụi mini cầm tay nhá. Con này cầm tay và có chế độ sạc tích điện. Báo giá bác luôn là 130.000 một chiếc nhá, 130k. Thì đây, máy thì đầy đủ full hộp luôn, sẽ gồm có là một thân máy này. Đó, một thân máy này. Đấy, đây là cái phần lồng chứa rác này. Đấy, bên trong thì là
một cái miếng lọc nhá, một cái miếng lọc này, đây một miếng lọc, đó miếng lọc luôn, rất ok. Đấy thì về lúc nào các bác muốn vệ sinh thì các bác tháo miếng ra. Cái lõi lọc này thì các bác có thể lấy ra các bác vệ sinh thoải mái này. Đấy, khi mà vệ sinh xong thì các bác nhớ cho vào giúp em là xong nhá. Đấy, nhớ các bác nhớ giúp em là cho vào đây. Đấy, sau đó các bác lắp máy vào. Lắp máy thì nó có cái phần cá, cái phần ngạnh này, này. Các bác cho nó khớp vào xoáy cho em cái là xong. Đấy, máy chạy hút rất là khỏe luôn nhá. Đấy, thì bên trong sẽ gồm có luôn các bác là một cái cọng dây cáp sạc. Con này nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn 5V nhá. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm vào để các bác sạc cho cái con máy này. Đấy, khi hết pin thì các bác lấy ra các bác sạc vào là cắm vào đây. Là các bác cắm sạc này. Đó, cắm sạc cho con máy là ok. Đi kèm nữa là một cái đầu hút nối dài các bác cắm vào đây để các bác hút những cái phần khe kẽ này. Còn nếu ví dụ những cái phần mà các bác muốn vệ sinh cọ vừa cọ vừa hút thì các bác lắp cho cái đầu này vào. Đấy, con này thì rất là tiện. Các bác có hút ở trên bàn thờ, nó cầm đi rất nhỏ gọn và các bác để trên xe ô tô. Nói chung là nó dạng máy mini nhá, không cần dây dạy lằng nhằng và rất là tiện luôn, nó nhỏ gọn dễ sử dụng nhá, dễ sạc. Đây em sẽ hút cho bác test thực tế bác này. Đây ở đây em có bít gạo hút cho bác coi nhá. Đấy, có đấy sức mạnh không? Chưa đến 5 giây luôn nhá, hút sạch luôn và rất nhiều gạo đấy nhá, mà gạo rất là nặng đấy. Chứ còn các bác hút những cái con bụi nhỏ, bụi mịn cái thứ là con này chiến nó hết luôn. Đấy, khi nào mà các bác hút xong rác nó ở trong này thì các bác tháo phần này ra, rút đây, rút cho em cái phần lõi ra này. Đấy, rút cái lõi ra. Đấy, rút các bác lựa rút cái lõi ra. Đấy, các bác có vỗ cho rơi ra và bắt đầu là các bác đổ cái rác này ra chỗ khác. Đó, thế là xong, có thế thôi, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Đó. 130.000 một cái con sản phẩm này. Đấy, và khi mà các bác lắp vào thì nhớ cho em mà lắp cho em cái lõi lọc này vào nhá. Các bác quên không lắp cái lõi lọc này vào mà hút cái phần motor là nó nhanh hỏng máy lắm. Đấy thì nhớ cho em là lắp cái lõi lọc này vào. Đấy, bật máy lên là các bác sạc. Máy hút rất khỏe nhá, máy chạy khỏe lắm. Đó, và khi nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây cáp sạc này các bác sạc cho nó là xong. Đó, sử dụng cái nguồn sạc. Đó là cái nguồn 5V nhá, nguồn 5V. Về có cái cục sạc điện thoại là các bác cắm vào là sạc thôi. 130.000 một con nhá, máy hút bụi mini cầm tay 130k trước. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái đèn đội đầu 5 bóng nhá, em báo giá luôn. Cái này thì em đang xả kho cái mã này nên giá nó rất là hạt rẻ, nhưng mà sản phẩm cực kỳ chất lượng luôn. Lên mã như em sẽ cái đèn đội đầu 5 bóng nhá, đèn đội đầu 5 bóng. Đó. Giá của nó sẽ là đi 40.000 một chiếc thôi, chỉ có 40.000 nhá. Giá rất hạt rẻ bình dân mà lại cực kỳ sáng luôn. Mà nói chung là với mức giá này thì các bác thấy cái sức mạnh nó kinh khủng luôn, sáng rất sáng luôn nhá, các bác nhìn này, sáng trắng luôn này. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, các chế độ sáng nhá. Đấy, 4 bóng này, 1 bóng này. Đấy, full bóng luôn này. Đấy, và có cả chế độ nháy cảnh báo SOS luôn nhá, rất xịn sò ngon này. Thì cái này về chuyên thì các bác dùng để đội đầu, các bác có thể cầm tay. Thì đi kèm nó sẽ có là một cái dây cáp để các bác về các bác đeo vào để các bác cái dây đai để các bác đeo vào các bác đội lên trên đầu. Đấy, và có một cái cọng dây cáp sạc nhá. Đấy, cũng sử dụng cái cục sạc điện thoại hoặc là cái nguồn 5V, các bác có cái cổng chân USB các bác cắm vào là các bác sạc vào đây. Đấy, các bác cắm vô sạc vào đây là các bác cắm sạc cho cái đèn. Còn đây là cái phần nút bấm này. Đấy, nút bấm bật tắt ở đây cho em nhá. Đó, đèn thiết kế cực kỳ chắc chắn luôn, toàn bộ là bằng nhựa ABS cao cấp nhá. Chế độ dòng chip led siêu sáng, rất tiết kiệm điện luôn và cực kỳ sáng. Nói chung là so với tầm giá 40.000 các bác mua cho em một con đèn này, quá chất lượng luôn. Giá cực kỳ tốt luôn nhá. Giá cực kỳ tốt. Cái này em bán gọi là bán lấy số lượng thôi, bán để chiên thôi bác thôi. Thực ra cái giá 40.000 không có lãi gì luôn các bạn. Giá nó quá rẻ luôn rồi. Đèn độ đầu 5 bóng nhá, 40.000 một cái đèn độ đầu 5 bóng nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp miếng dán thải độc chân này. Đấy, hộp miếng dán thải độc chân em báo giá luôn. Một hộp này thì sẽ có tổng miếng dán là 50 miếng nhá. Chất nó từ thành phần từ thảo dược nhá. Thảo dược tự nhiên dán rất là tốt luôn. Các bác về dán trực tiếp vào lòng bàn chân, gan bàn chân cho em. Đấy. Thì nó sẽ giúp các bác là hút rồi là thải độc tố từ lòng bàn chân. Đấy, trở ra. Đó, các bác hút hết những cái độc tố lòng bàn chân ra, giúp các bác đả thông kinh mạch này. Đấy, rồi là lưu thông khí huyết này. Đấy, rồi là mạch máu lưu thông hơn, dễ chịu nhá, cảm giác dễ chịu. Thì các bác dán cho em là lúc mà trước khi đi ngủ nhá, và sau khi ngủ dậy thì các bác bóc ra là các bác đã thấy là hiệu quả của sản phẩm này rồi, dùng rất hay luôn. Đặc biệt là bác nào mà đang đau nhức xương khớp, đau chân đau tay, các bác về dán cho em cực kỳ nhạy luôn nhá. Một hộp này thì giá bình dân thôi, một hộp này là 50 miếng dán nhá. Báo giá bác luôn, lên mã cho em sẽ là cái miếng dán thải độc nhá. Miếng dán thải độc. Một hộp 50 miếng với mức giá sẽ là 40k một hộp nha, chỉ có 40.000 thôi. Giá rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất hiệu quả đây. Cái này em cũng đang dùng hộp đây. Hộp này em dùng thi thoảng em dán này. Đấy, thi thoảng là các bác đau chân đau tay các bác lấy các bác dán thì các bác sẽ lấy cho một cái túi nha.
một túi này sẽ gồm là hai miếng này, thì các bác dán cho em hai bên chân đấy, và đi kèm là những cái miếng, cái này là những cái miếng dính nhá. Đấy, em hướng dẫn các bác xài luôn nhá. Đấy, thì bắt đầu là các bác sẽ lấy cho em một cái miếng to, đó là cái miếng dính nhá. Đấy, thì các bác lấy miếng dính này, các bác bóc ra, bóc cái lớp bảo vệ keo ra, bóc ra đó thì nó sẽ có xuất hiện một cái lớp keo đây rất là dính nhá. Đó thấy không, rất dính luôn. Và các bác bóc cho em cái túi này ra đó, thì nó sẽ có là hai túi thuốc ở trong này, có hai túi thuốc ở trong này nhá. Đấy, có hai cái túi thuốc ở trong này, thì các bác dán trực tiếp cái miếng này vào trong băng dính này. Đấy, dán trực tiếp vào trong băng dính, và cái phần còn lại là các bác dán trực tiếp vào. Ví dụ ở đây em đang có cái gan bàn chân, ở đây em không dán chân thì em quay nó hơi khó quay, thì đây em lấy luôn cái gan bàn tay này, các bác úp luôn vào trong cái gan bàn chân các bác nhá. Đấy, sau đó các bác dán nó vào. Đấy, các bác dán vào là các bác cảm thấy là cái độ nóng của nó có luôn nhá. Đấy, cái độ nóng của nó là nó sẽ có luôn. Đấy, bắt đầu nó sẽ nóng dần lên nhá, rất là hay. Đấy, thì các bác dán giúp em là dán qua đêm nhá, lúc nào mà sáng ngủ dậy là các bác bóc ra là các bác sẽ thấy hiệu quả luôn nhá. Đấy, bóc ra là các bác sẽ thấy hiệu quả luôn, đó rất tiện dụng nhá. Dán trực tiếp vào gan bàn chân giúp các bác thải độc này. Đấy, thải độc những cái độc tố trong người ra này, rồi là đả thông kinh mạch nhá. Đấy, rồi là lưu thông khí huyết mạch máu rất tốt cho sức khỏe luôn. Một hộp này là 50 miếng dán như thế, với mức giá sẽ là 40.000 hộp thôi, giá rất là rẻ anh dân. Đây là kết quả sau một đêm dán miếng dán thải độc gan bàn chân, bình thường mua 120.000 một hộp, nhưng hôm nay TikTok trợ giá chỉ còn 48.000 một hộp. Giấc ngủ rất là quan trọng mấy anh chị ơi, đặc biệt là người lớn tuổi nè, thường hay mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Miếng dán thải độc từ ngải cứu này á, nó sẽ giúp giữ ấm bàn chân nè, phần nào đào thải bớt độc tố chất do trong người mình, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ và làm giảm triệu chứng tê bì chân tay rất là ok nha. Thành phần từ ngải cứu và các nguyên liệu đông y như là vỏ cam, thang tre nên dùng ok lắm. Cách dùng thì rất là đơn giản, mình chỉ cần dán mặt hình này vào miếng dán, sau đó dán vào lòng bàn chân mỗi tối trước khi ngủ. Khi mỗi sáng thức dậy mình sẽ thấy miếng dán này nó chuyển thành màu đen và có một xíu nhớt, đó chính là phần nào độc tố trong cơ thể mình đào thải ra. Tranh thủ dịp này nè, mình gom về cả nhà mình dùng hoặc là làm quà biếu ông bà cha mẹ cũng rất là hữu ích nha mấy anh chị ơi. Đây là kết quả sau thực tế về sản phẩm nha, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Đấy, hộp miếng dán thải độc nhá, hộp miếng dán thải độc một hộp là 50 miếng, với mức giá sẽ là 40k một hộp nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái võng dù này. Đấy, võng dù để các bác đi chơi này, đi du lịch. Đấy, rồi là các bác sử dụng ở nhà cũng rất là hay luôn. Đấy, có cả túi đi kèm luôn nhá, rất cẩn thận. Đấy, con này thì chất liệu là từ vải dù canvas, nằm cực kỳ mát luôn và rất là bền. Đó. Đây. Đi kèm nó có cả dây luôn nhá, rất chu đáo luôn. Đấy, có cả dây luôn này. Đấy, có cả dây dù rất to nhá. Cái dây dù này thì các bác dùng thì yên tâm, dùng thì không biết đến bao giờ mới hỏng luôn. Dây dù nó to dã man. Đấy, cái này em nguyên cái dây em lấy rất là ưng rồi này. Đây là dây dù này. Đấy, dây dù rất to nhá. Đấy, và đây là cái phần võng này. Võng thì được đan rồi là làm rất là cẩn thận tỉ mỉ luôn. Đấy, thì về các bác gỡ ra các bác xài. Đây. Nó đây. Đan này, đan bện rất cẩn thận luôn nhá. Các bác nằm thoải mái trong luôn, không lo đứt đâu. Những cái dòng này thì người ta làm bện thủ công bằng tay rồi thì rất là bền luôn. Đó. Chất liệu vải nó là dạng vải canvas, vải bố nhá, vải bố canvas nên là khi mà các bác xài nó rất là mát. Đây các bác nhìn này, những cái mắt của nó rất là thưa này. Đấy, nên khi mà các bác xài nằm rất là mát luôn. Đấy, nằm nó không bị nóng lưng đâu ạ. Đó. Và cái chính của sản phẩm này là cái võng rất là to, võng to lắm. Võng này của nó kích thước thì chiều dài sẽ là 1m9 nhá các bác nhá. Chiều dài là 1m9. Và chiều rộng của nó là đi 70 các bác, chiều rộng của nó là 70. Đó thì em báo giá luôn. À, chiều rộng của nó là đi bao nhiêu nhỉ? Chiều rộng là 80 các bạn, chiều rộng 80. Dài là 1m9 này, dài 1,9m nữa nhá. 1,9m nên là người lớn trẻ em nằm là hết luôn. Và rộng sẽ là đi 80 cm. Giá thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 80k một cái vải cái võng dù du lịch nha. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái võng dù nha, các bác có thể mang đi du lịch, đi chơi, đi cắm trại hoặc là sử dụng ở nhà đều được nhá, vì nó có sẵn dây rồi, có sẵn cái dây cả túi đựng luôn, về các bác xài thôi. 80.000 một cái nha. Đấy, đây đó, cái này màu sắc lẹt lẹt hơn này, còn cái này thì màu nó điềm đạm hơn một chút. Đó, đây chất liệu là dạng dù canvas nhá, thì các bác nằm rất là mát luôn. Đó, cái phần mắt nó rất là thưa, nằm thích cực kỳ luôn. Đó, 80.000 một cái nhá, 80.000 một cái, có cả dây buộc đi kèm luôn nhá, có cả dây buộc đi kèm luôn. Rộng là 1m9 và rộng là 80. Đây các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này, rất là to luôn nhá. Đây, ví dụ như là ba người này, hai trẻ con, một người lớn nằm thoải mái rất là to. Đấy, các bác về sử dụng, ví dụ mang đi du lịch, đi chơi, mình đi cắm trại rồi các bác sử dụng ở nhà. Đấy, mang ra vườn, ra tược, ra gốc cây các bác đeo lên, các bác nằm rất thoải mái, êm ái, ok nhá. 80k một chiếc nhá. Cứ lên mã cho em sẽ là cái võng dù nhá. Võng dù
võng du 80k một chiếc. Tiếp theo là cái dụng cụ để về các bác kẹp cái bạt, cái lưới của các bác về để các bác răng lên, các bác che nắng các thứ này rất tiện dụng luôn nhá. Tại vì khi mà về thì các bác có những cái ví dụ như là những cái dạng lưới đen hoặc là bạt rồi đấy, các bác cho vào đây các bác kẹp vào đấy, kẹp nó vào, sau đó là ở đây nó có một cái lỗ để các bác có thể luồn dây này đấy, luồn dây nhá, thì về các bác kẹp nó vào. Cái này thì giá nó bình dân đúng không ạ, giá bình dân lắm, bên em sẽ bán nó combo là 10 chiếc một nhá. Đấy, combo là 10 chiếc một thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái dụng cụ để kẹp bạt nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ để kẹp bạt này, dụng cụ kẹp bạt, dụng cụ để kẹp bạt nhá. Đấy, kẹp bạt kẹp lưới nhá các bác nhá, kẹp bạt kẹp lưới, giá của nó thì bên em sẽ bán nó combo là 10 chiếc một nhá, giá sẽ là 15k cho một cái combo 10 chiếc kẹp bạt, giá rất là bình dân. Yêu cầu của bác là lấy từ 10 chiếc trở lên nhé, bên em không bán lẻ một chiếc nhá. Đấy, lấy 10 chiếc thì giá của nó sẽ 15k cho một cái combo 10 chiếc nha. Đấy, thì về các bác dùng để các bác kẹp vào những cái bạt, cái lưới như mình, sau đó các bác luồn dây vào, các bác trăng lên nhá, và các bác có thể tận dụng cái đây nó có cái lỗ, các bác có thể kéo ra thu vào, rất là tiện dụng luôn, đó rất là hay. 15k nhá, 15k một cái combo 10 chiếc kẹp bạt nha. Đấy, 15k. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, cái này rất là hữu ích về các bác có ví dụ đây, ví dụ như đấy, đây đây nhá, thực tế các bác đang nhìn nhá. Đấy, đi về ví dụ có những cái lưới đen hoặc là bạt, đấy các bác kẹp nó vào. Sau đó các bác luồn dây vào nhá. Đấy, luồn dây vào. Đấy, thì các bác có thể kéo đi kéo lại này. Hoặc là các bác trăng nó ngang ra này. Đấy, mình trăng làm lưới chống nắng, trăng ở vườn này, đấy trăng ở ngoài trời. Cái này con này nó là dòng nhựa cao cấp nên là các bác có thể là trăng ngoài trời thoải mái nhá, nắng mưa chịu thoải mái luôn. Đấy, và nó rất là dễ dàng sử dụng. Đấy, cực kỳ dễ dàng sử dụng. Đấy, về các bác kẹp vào, sau đó luồn dây vào mình kéo lên, trăng lên, rất tiện dụng luôn. Đó, thấy không? Rất là hay nhá. Đấy, rất trơn tru. Đấy, từ bạt này, lưới này, đồ có thứ này, quá là hay, hữu ích luôn. Đó, đấy các bạn nhìn nhá, chắc chắn chất lượng lắm. Giá là sẽ là đi 10 chiếc nhá. Giá em đang bán là 10 chiếc, sẽ có giá là 15k nhá. 15k. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ kẹp bạt nhá, dụng cụ kẹp lưới, kẹp bạt. Giá của nó sẽ là 10 chiếc cho 15k. 15k cho 10 chiếc nhá, combo là 10 chiếc 15k. Rồi, cái mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng, đó là cái hộp cơm văn phòng này. Thì mẹ em sẽ cái hộp cơm văn phòng nhá. Cái sản phẩm này rất là hay này. Đấy, về các bác nào mà hay đi làm công trình công trường, các bác làm xa nhà, đấy các bác không ăn cơm ở nhà được thì mình có thể mang đi để mình mang cho cơm vào đây nhá. Các bác dùng để hâm nóng cơm này, hâm nóng lại cơm đồ ăn, hoặc ví dụ như là mình có công việc đấy, di chuyển xa nhà, rồi các bác là dân văn phòng, học sinh, sinh viên, các thứ rất tiện dụng luôn. Một chiếc hộp cơm này có phần quay sách mang đi mang lại rất tiện dụng luôn này. Đó, thì cái con này nó có thể là nấu chín cơm cũng như là có thể là hâm nóng lại đồ ăn nhá. Đó, cái con này thì đây, cái công suất của nó sẽ rơi vào là 200W này. Đấy, dung tích sẽ là 2 lít nhá, dung tích là 2 lít và sử dụng điện 220, công suất của nó sẽ là 200W nhá. Đấy, cái này thì nó có cả hướng dẫn sử dụng này. Bước 1 là các bác đổ nước này, bước 2 là các bác cho những cái khay đồ ăn vào, các bác muốn hâm nóng này, bước 3 là các bác cấp nguồn và bật cái nút nút công tắc ở đây, thế là xong, là nó sẽ hoạt động ok. Đây, em sẽ quay trực tiếp cho các bác coi này. Đấy, khi mà các bác mở ra thì nó sẽ gồm có cái vùng đầu tiên, tiếp theo thì là những cái khay tròn để các bác đựng đồ ăn. Đấy, các bác cho vào đây. Đấy, cho đồ ăn cứ về nhá. Đấy, khay bằng inox luôn, có cả nắp đậy đi kèm nhá. Đấy, có cả nắp đậy đi kèm, rất là xịn xò, ok luôn. Đây, đó, nó sẽ một cái bộ này sẽ gồm có 4 cái khay nhá các bác nhá, 4 cái khay nha. Đây, cả ngăn dưới nữa, lần 2 ngăn này, đó, tầng dưới nhá. Đây, 4 cái khay này rất là xịn xò, ok luôn. Đấy, và cái ngăn dưới cùng là cái ngăn để nó chứa nước. Đấy, cái nước này thì nó sẽ, khi mà các bác cho nước vào thì nó sẽ đun sôi nước và nó lợi dụng cái hơi nóng cũng như là cái hơi nước nó bốc lên thì nó sẽ làm chín đồ ăn hoặc là hâm nóng lại đồ ăn nhá, rất là tiện dụng luôn. Đây là cái phần cổng nguồn nhá các bác. Lấy cái dây nguồn, đây dây nguồn nó để trong ngoài này. Lấy cái dây nguồn các bác cắm trực tiếp vào điện 220, các bác lấy dây nguồn này các bác cắm vào. Đấy, sau đó là các bác bật công tắc lên là các bác xài thôi. Đấy, công tắc này có cả đèn báo nhá. Đấy, đi về là các bác đổ nước vào đây nhá. Nhớ rằng là các bác đổ nước vào đây, sau đó là các bác cho khay này vào. Đấy, ví dụ bên dưới này là các bác cần chín nhiều hơn thì các bác cho những đồ khó chín, ví dụ là gạo, nước này, rồi là thịt sống này. Đấy, còn bên trên này, ngăn bên trên, tầng bên trên thì ví dụ các bác cho giúp em là rau củ quả đây. Đấy, các bác cài cái khuy này vào nhá. Nhớ em cài cái khuy này vào. Đấy, cho những cái ngăn trên, những cái đồ mà dễ chín thì cho lên trên. Đậy cái nắp này vào để cho nó giữ hơi này. Đó. Đấy, và cứ thế là các bác cấp nguồn và các bác cắm cho nó thôi. Đấy, khi nào mà dùng xong rồi các bác xách đi, rất tiện dụng nhá. Có phần cả bên quay xách đây. Thì em đang test thực tế đây. Đấy, các bác nhìn này, nước sôi rất là
ác luôn nhá. Đây có nhìn nước sôi này, đó khói bốc nghi ngút luôn này. Đấy, cái này em đang cho nhiều nước nhá, cái này em bác cho ít ít nước cũng được thì nó sẽ nhanh sôi các bác nhá. Đây này, cái hơi nước nó bốc lên rất là kinh khủng luôn. Đấy, và cái độ nóng 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 dã man luôn, nóng như nói chung là nóng như nước sôi 100 độ luôn đấy. Đấy, nóng kinh khủng luôn. Đó, đây phần công tắc nhá. Đấy, lúc nào dùng được các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi nhá. Đây nó có cả đèn báo này, đó rất là tiện dụng dành cho các bác dân công trình công trường làm văn phòng muốn hâm nóng lại đồ ăn, hoặc các bác có thể nấu chín được đồ ăn được luôn, rất tiện dụng luôn nhá. Đó, báo giá bác luôn, lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp cơm văn phòng nhá. Hộp cơm văn phòng công suất là 200W và dung tích sẽ là 2 lít nhá. Hộp cơm văn phòng này giá của nó sẽ là 180.000 cho một cái hộp cơm văn phòng này, 180.000 dành cho anh em anh chị dân công trình công trường văn phòng rất tiện dụng nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Ngày hôm nay em xin giới thiệu ngay đến các bác một con hộp cơm điện 2 tầng. Con này thì cực kỳ phù hợp dành cho các bác là dân văn phòng công sở nhé. Các bác ngại ăn cơm hàng cháo chợ vì sợ cái vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm đúng không? Thì đã có ngay cái con hộp cơm điện 2 tầng này ạ. Con này thì có thể vừa hâm nóng thức ăn này, hoặc vừa có thể nấu chín thức ăn. Thời gian để hâm nóng là khoảng 15 đến 2 phút, còn để nấu chín thì trong khoảng 45 phút các bác nhé. Sản phẩm thì có dung tích 2 nít mà gồm có 4 khay inox đều có nắp cả các bác ạ. Và cái này nó sẽ tự ngắt khi hết nước nên là cực kỳ an toàn và thông minh. Giá thành sản phẩm lại chưa tới 200k, rất là rẻ thôi. Thì các bác nào quan tâm em nó có thể bê ngay em nó về đội của mình các bác nhé. Nồi cơm tự nấu này thì chắc chắn mấy bạn công sở sẽ thích lắm đây. Mình thì em ăn cơm đi làm ý, mà trời lạnh thế này thì đến trưa là cơm nguội tanh rồi. Em này có tận 4 khay nên mọi người tha hồ mang tủ thịt thà, rau củ quả các thứ đi nhá. Tất cả mọi thứ mọi người cần làm đó là để thức ăn sống vào mỗi khay này. Đến khi nào mà ăn thì cho nước vào rồi đậy nắp, cắm điện và bật nút ngồi chờ cơm chín thôi. Cái này sau 40 phút thì em nó nấu xong rồi nhá. Úi giời, hơi nước bay nghi ngút trông ngon chưa kìa. Cơm canh thì chín đều như kiểu ở nhà nấu ý. Thế là từ giờ vừa được ăn cơm nóng, lại không phải lỉnh kỉnh sáng dậy nấu nướng mất công. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đây, và các bác đang coi đây. Đấy, nước khói bốc lên rất kinh khủng luôn này. Đấy, là các bác biết là nó đun rất là nóng rồi nhá. Đấy, nước rất là nóng luôn này. Đó, thấy không? Khói bốc lên kinh khủng luôn. Đấy, thực tế nhá. Đấy, thì về các bác cho nước vào đây, cho những cái khay đồ ăn vào đây, các bác cấp nguồn cắm điện là các bác xài thôi. Rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. 180k một cái hộp cơm văn phòng này, 180k. Đấy, có thể nấu chín đồ đồ ăn và hâm nóng lại đồ ăn nhá, rất tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo thì rất nhiều bác hỏi cái thiếc hàn bên em, thì hiện tại là cái thiếc cái cuộn thiếc mẫu cũ nó hết hàng rồi. Thì đây, đợt này em về cái lô thiếc này thì giá nó còn rẻ mà chất lượng mà lại còn được nhiều quá. Đấy, thì một cuộn này là có trọng lượng là 100g. Nhiều bác hỏi là cứ một cuộn này nó được nhiều không ít không, thì đây đợt này em phải lấy luôn cái cuộn nó có định lượng luôn để các bác dễ biết luôn nhá. Thì một cuộn này sẽ có trọng lượng là 100g, nặng lắm, cầm nặng trịch luôn, là các bác biết là 100g nó rất là nhiều thiếc luôn nhá. Đấy, rất nhiều thiếc luôn, 100g thiếc nha. Đấy, thì em gửi bác giá thì rất là hạt rẻ bình dân, chỉ có 30.000 một cuộn này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái cuộn thiếc hàn nhá, thiếc hàn. Đấy, dùng cho các bác hàn điện mạch điện tử thứ rồi. Đấy, dùng thiếc này là ok. Một cuộn là 100g nhá, với mức giá là 30k thôi, chỉ có 30.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, bình thường các bác mua quán xá giờ một cuộn này ít người ta phải bán cho bác 7-80.000 một cuộn luôn. Đấy, bên em gửi bác giá gốc luôn nhá, chỉ có 30.000 một cuộn thiếc là 100g luôn nhá, 100g luôn, thiếc hàn đúng nhá, thiếc hàn đó, rất to nặng, cầm nặng trịch luôn đó, rất nhiều lắm, nhiều lắm, 30k một cuộn nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng rất là hay để các bác về sử dụng, đó là cái đèn học chống cận này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn học chống cận nhá. Cái con đèn học này nó có cả tích điện luôn, các bác rất là tiện mình, tiện cho việc di chuyển mang đi mang lại, hoặc ví dụ như là trong điều kiện là mất điện mình không có đèn mình không ánh sáng thì mình dùng, thì bác mua cho cái đèn này về. Đấy, nó có cả chế độ điện tích điện luôn. Đây, nguyên hộp này mới keng luôn nhá. Đó, thì về các bác mở ra, sau đó các bác mở cho em này ra. Đấy, bấm nút đây đèn nó sẽ sáng này. Đấy, thì đèn nó sẽ có 3 chế độ màu nhá. Đấy, chế độ thứ nhất này, chế độ thứ hai này, chế độ thứ ba này. Đấy, 3 chế độ sáng, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, 3 chế độ sáng nhá, sáng nhất vừa này, sáng tối này, sáng vừa này, sáng nhất này. Đó, nói chung là thoải mái các bác dùng để làm việc học tập này, cho các con nhỏ này mình học tập làm việc nhá. Và cái đây là cái phần hũ đằng sau, thì các bác dắt đằng sau cho. Đấy, các bác dắt đằng sau. Để ví dụ như là mình để đây để các bác cắm cho các cháu này mình cắm bút vậy này. Đấy, ví dụ như có bút các bác để đây, các cháu này mình để đây. Đấy, chỗ này để bút. Đấy, và đằng sau của nó thì là một cái cổng sạc nhá. Đấy, chân của nó sử dụng cái chân micro USB. Đấy, thì đi kèm nó sẽ có một cái cọng dây cáp sạc này, các bác cắm vô đây. Và các bác cắm trực tiếp cái nguồn sạc 5V đấy. Đấy, cái cục sạc điện thoại của sạc 2A, cục sạc em vừa quay đầu video đây.
các bác có thể cái dùng cái cục nguồn của Samsung này này, cùng một cục này bên em đang bán là 30 ngàn như này. Đấy thì các bác có thể mua cái cục này về, các bác cấp nguồn cho cái đèn này, không phải là cấp nguồn mà ý là cấp nguồn để các bác sạc cho cái đèn này. Còn khi mà sạc đầy rồi thì con này nó có thể là có pin trong sẵn này này thì nó có thể tích điện nha. Đấy, nói chung là rất là tiện. Đấy, bấm thì các bác bấm vào đây để nó cảm ứng nó bật lên này. Đấy, đèn khá là sáng nhá. Đây. Đấy, đèn khá là sáng, ok luôn. Ánh sáng màu vàng trung tính nhá. Đấy, kiểu vàng, vàng trắng lẫn lộn trung tính, nên là ví dụ như các bác học tập làm việc bằng cái ánh sáng này, nó thứ nhất nó đỡ mỏi mắt này. Đấy, mà thứ hai là nó chống cận. Đấy, đặc biệt là cho dành cho bé nhà mình. Đấy, dùng cái ánh sáng rất là tốt cho mắt luôn. Rất là hợp lý nhá. Và hai của sản phẩm này nó có tích điện các bạn, có tích điện nên là ví dụ mỗi lần mà các bác đi làm di chuyển mà mọi lúc mọi nơi thì lúc nào cũng có cái đèn này. Đấy, hoặc là ví dụ là trong trường hợp là mất điện mất đóm rồi, mình các cháu mình không có đèn học bài thì đây lúc nào cũng có ánh sáng để các bác cháu mình học bài luôn, rất ok nhá. Nói chung là hay lắm, một chiếc đèn rất hay, bán khá là nhiều, giá thì bình dân thôi, chỉ có là đi 70k nhá. Đấy, khi nào mà dùng xong thì mình có thể gấp gọn và cất cất đi hoặc mang đi mang lại, rất ok. Lên mã em sẽ được cái sản phẩm là cái đèn học chống cận. Đó, đèn học chống cận có tích điện không nhá, có cả chế độ tích điện luôn. Đấy, khi mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào các bác xài. Đầy pin thì các bác lôi ra các bác sạc nhá. Đèn học tích điện này, đèn học tích điện chống cận nhá. Giá của nó sẽ là 70k một chiếc thôi, chỉ có 70k một chiếc, giá rất hạt rẻ bình dân mà sản phẩm dùng ok lắm. Đó, đèn học tích điện. Có tích điện, có chế độ chống cận nhá, 70k một bộ này. Đấy, bao gồm là cả cái giọng cộng dây cáp sạc này nữa. Đó, khi nào mà hết pin thì các bác nhớ cho em là cắm vào cái cổng đằng sau, và cái đầu còn lại của nó là sử dụng cái nguồn USB nguồn 5V. Đấy là các bác cắm sạc cho cái đèn này. Và khi nào mà đầy pin thì các bác lại lôi ra các bác dùng. Bộ này là 70k bộ nhá. Đèn học có tích điện và có cả chống cận. Có cả chống cận nhá, 70k bộ. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái máy cạo râu 9D. Đấy, lên mã xem cái con máy cạo râu 9D, con này thì bán cực kỳ nhiều mà dùng hay lắm. Đấy. Đây. Nó có cái đầu này là cái đầu massage rửa mặt này. Đấy, cái đầu massage rửa mặt đây bác các con. Đó. Ở đây các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái con máy cạo râu 9D nhá, máy cạo râu 9D này, mã của nó sẽ là máy cạo râu 9D. Em báo giá luôn 100k một con máy cạo râu 9D, chỉ có 100.000 một con thôi, dùng cực kỳ là thích luôn. Đây, có cả cái phần đầu tỉa mũi này bên trong nhá, bên trong thì sẽ có là sách hướng dẫn sử dụng này, cộng dây cáp sạc này. Con này các bác sạc một lần các bác dùng chắc cả vài tháng luôn. Đấy là các bác cạo ít nhá, còn các bác cạo nhiều chắc là tầm tháng sạc một lần, pin nó trâu lắm. Đấy, pin trâu dã man luôn. Đây đó, thân máy đây nhá. Đó, đây là những cái đầu thay thế này, cái đầu này là các bác dùng để tỉa lông mũi này. Nói chung là con này đa năng, có 100.000 thôi, rất đa năng nhá, rất nhiều những cái hay luôn. Đây em sẽ quay chi tiết bác coi. Các bác đợi chút ném bóc, đóng gọn kỹ quá. Đây cái đầu tăng đơ này, đây đầu tăng đơ. Và đây là thân máy này, thân máy thì nó đã lắp sẵn cái bộ đầu cạo râu rồi. Hàng này của nó sẽ là hàng ba lưỡi nhá, nên khi mà các bác cạo rất là nhanh. Đấy, các bác cạo thì các bác cứ di sát mặt cho em, di sát mặt và các bác di thật đều tay là máy chạy rất là ngon lành rồi. Đó, khi nào mà các bác muốn vệ sinh các bác bấm nút này, đấy nó sẽ bật ra thì các bác dùng để vệ sinh. Đấy, con này nó có chế độ là tự làm sắc lưỡi nhá, nên là các bác yên tâm không cần phải thay lưỡi đâu. Các bác càng cạo thì nó sẽ ma sát với lại cái phần lưới bên trong này, thì nó sẽ có chế độ là tự động mài sắc nhá. Đấy, tự động mài sắc lưỡi, nên các bác yên tâm dùng chắc khoảng tầm 5 năm chắc các bác phải thay một lần. Đó, lưỡi rất là sắc rất là lâu. Đấy, còn các bác muốn không cạo râu nữa, các bác rút ra, bác cắm cho em những cái đầu, ví dụ như là ở đây nó có cái đầu, một cái đầu là tỉa lông mũi này. Đấy, các bác cắm vô bật máy cho vào lông mũi, các bác dùng các bác tỉa lông mũi này. Đấy, khi nào mà tỉa lông mũi xong rồi, ví dụ các bác muốn cắt tóc này, tăng đơ này, đấy cạo lông tai lông chân, các bác lắp vào đây, lắp cho em cái đầu tăng đơ này bật lên. Đấy, bắt đầu các bác cắt này, các bác cứ thế các bác gì thôi. Đấy, cứ thế các bác gì. Đấy, ví dụ hoặc là những cái râu dài, các bác lắp cái tăng đơ vào trước, các bác rũi đi, sau đó có râu ngắn thì các bác lấy cái bàn này các bác cạo này. Đấy, lấy cái bàn này các bác cạo. Ngoài ra thì đây là cái đầu tăng đơ thì nó còn một cái đầu nữa, đó là cái đầu dạng như kiểu là gọi là đầu rửa mặt, đầu massage mặt đấy nhá. Đấy, đây đầu rửa mặt, đầu massage mặt. Đấy, các bác cắm vô đây, nó bật máy này. Đấy, nó sẽ quay nhá. Đây là kiểu rửa mặt massage mặt nhá. Đấy, các bác cho vào, cho lên mặt để các bác gì nhá, các bác gì, các bác cọ có massage nó sạch sẽ nhá. Đấy, rất ok. Nói chung là một chiếc
Một chiếc máy rất đa năng, có thứ nhất là thân máy này đi kèm nó một cái đầu rửa, một đầu rửa mặt này. Đấy, đi kèm nó một cái đầu tăng đơ này. Đấy. Và cuối cùng là một cái đầu đồ cạo râu. Nói chung là khi mà các bác mua cho em bỏ ra 100.000 nhưng mà các bác sở hữu rất nhiều những cái món khác nhau. Ở đây có mấy cái đầu nữa, đó là cái đầu tỉa lông mũi nhá. Đấy, tỉa lông mũi này. Đấy, một này, thân máy là một này, một đầu cọ là hai này, đầu tăng đơ là ba này, đầu cạo râu là bốn, đầu tỉa lông mũi là năm này. Đấy, khi mà các bác bỏ ra 100.000 sở hữu là 5 món đồ luôn, 5 món đồ đấy trong một, các bác sử dụng rất đa năng. Dành cho anh em đàn ông thì bộ này quá hợp lý rồi. Đấy, cạo râu, tỉa lông mũi, tăng đơ, cắt tóc, đấy, đánh rửa mặt các thứ cho em quá ok một bộ luôn, là 100k một bộ nhá. Hàng mới keng nguyên hộp nha, đấy, hàng mới keng nguyên hộp luôn đó. Và đi kèm một cái cọng dây cáp sạc, các bác mở ra cái phần lắp đít ra. Đấy, thấy cái cọng dây cáp sạc chưa? Đấy, bây giờ các bác vào, các bác cắm sạc cho một chút. Đấy, sau đó là các bác dùng cái này. Đấy, về các bác sử dụng cạo râu, rửa mặt, cắt tóc, tăng đơ, tỉa lông mũi, đa năng luôn, và cạo cực kỳ sạch đó nha, cạo sạch lắm. Đấy, riêng dòng này các bác cạo không sạch không lấy tiền, bỏ ra 100.000 sở hữu cho em là quá nhiều sản phẩm luôn, giá quá tốt và sản phẩm dùng ok 90k một chiếc máy cạo râu, à 100k nhá, xin lỗi bác, 100k cho một con máy cạo râu 9D này, 100k một con. Đấy, cạo râu, tỉa lông mũi, tăng đơ, rửa mặt các thứ cho em. Rồi cái mặt hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái chai xịt hôi chân. Đấy, bác nào đây hiện tại đang bị hôi chân, thối chân, đấy thì các bác mua cho em cái chai xịt này về, nó tiêu diệt 99% vi khuẩn nấm gây bệnh hôi chân, thối chân này. Đấy, rồi là giữ lúc nào cũng 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 the mát này. Đấy, chân cũng khô thoáng nhá. Nó chứa một cái hàm lượng nano bạc, đấy là khi mà các bác xịt vào nó rất là khô thoáng luôn, và bản thân em cũng đang dùng thực tế sản phẩm này rồi. Đấy, em cũng là một người rất là hôi chân thối chân luôn, nhưng mà các bác xịt vào cảm giác mà các bác đi giày, đi tất, đi chân của bác vào cảm giác nó thoáng hơn, mà khi mà các bác đi cảm thấy thoáng thì nó sẽ không bị mùi nhá, không bị mùi, không bị hôi chân, không bị thối chân nhá. Đấy, đặc biệt các bác nào hôi chân thối chân các bác mua về xịt cho em, xịt trực tiếp vào trong giày này, trong tất này. Đấy, xịt trực tiếp trong giày, trong tất. Đây, nó là dạng hơi hơi này. Đấy, nó dạng hơi, khi mà xịt vào rất là mát luôn. Đấy, xịt vào nó dạng hơi rất là mát và nó ra cái mùi hương rất là thơm đó, dạng hương chanh đào rất là thơm luôn nhá. Về các bác xịt trực tiếp vào trong giày này, xịt lên tất này, xịt lên bàn chân của bác ok luôn, báo giá bác luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái chai xịt hôi chân, bên em là gửi bác giá chỉ có 30.000 một chai thôi, 30k một cái chai xịt hôi chân này, 30k một chai. Đấy, nói chung là về dùng hai lắm. Đấy, bác nào mà hiện tại đang đi mà chân nó ướt nhẹp đấy, rồi là nó hay hôi thối, xịt vào cảm giác nó khô thoáng, đi thích cực kỳ luôn đó, 30k một chai xịt hôi chân nha. Rồi cái mặt hàng tiếp theo thì em lên luôn cho các bác, đó là cái bộ hút dầu rửa bát này. Đấy, lên mã xem cái bộ vòi hút dầu rửa bát nhá. Đấy, vòi hút dầu rửa bát, bộ này thì em báo giá luôn. Vòi hút dầu rửa bát nhá. Đấy, dầu rửa bát. Giá của nó thì sẽ là đi 80.000 một bộ nhá. 80k một cái bộ hút vòi hút dầu rửa bát này, 80k. Về nhà các bác mà ở cái chậu rửa bát thì các bác mà hiện tại đang dư một cái lỗ ấy, thì các bác mua cho em cuộn rồi về các bác lắp đặt vào rất là hay luôn nhá. Đấy, về các bác bình thường là các bác hay để những cái chai dầu rửa bát ở trên bàn bếp có thứ rồi, nó rất là mất thẩm mỹ này, rồi là nó nước nôi thứ là nó dính dáng mà nó bừa bộn nhá, nhìn nó phức tạp, nhìn nó phức tạp, nhìn nó bị mất mỹ quan các thứ rồi, nhìn không đẹp ấy. Đấy, rồi là nó mất vệ sinh, thì các bác mua cho em cái bộ này về nhá, dùng rất hay luôn. Đây, cái bộ này thì cực kỳ dễ dàng lắp đặt luôn. Đấy, về các bác ở chậu rửa bát nào bây giờ là thường như nó có để dư đó một cái lỗ thì về các bác xỏ cho em cái bộ này vào. Đấy, sau đó các bác siết cho em cái đai này vào, đấy nó có cả cái đai siết này. Đấy, các bác siết cho em cái này vào nhé, siết cái này vào để nó cố định này, và đây là cái phần để hút lên này, các bác ấn vào đây thì nó sẽ hút lên nhá, ấn vào đây hút lên. Và một cái dây nhá, một cái dây, một cái đoạn dây để các bác dòng từ cái đầu nối này xuống đến cái can rửa bát, các bác để cái can rửa bát ở dưới gầm ấy, bác dòng nó xuống đấy, thì các bác kết nối cái này với lại cái kia, và các bác dòng cái dây này xuống thì nó sẽ hút từ cái can dầu bát từ dưới gầm lên đến bên trên, để các bác lấy cái dung dịch rửa bát từ ở đây ra luôn, không cần phải chậu rửa chai dầu rửa bát để lên trên bàn rửa bát rồi các thứ, nhìn nó lỉnh kỉnh lồng cống rồi là nó bẩn thỉu rồi. Đấy, thì các bác mua cho bộ về, nó chỉ có 80.000 thôi, cực kỳ dễ dàng lắp đặt và rất là dễ dàng sử dụng luôn. Lên mã em sẽ cái bộ vòi hút dầu rửa bát nhá. Đây, em sẽ cho bác xem một cái video thực tế về cái sản phẩm này. Thiếu trong căn bếp thì bạn chắc hẳn rất nhiều bạn đây không biết cái lỗ ở trên bồn rửa bát này có tác dụng gì đúng không? Nhưng mà sau một hồi vào vạch thì mình phát hiện ra thì đây là cái chỗ để lắp những cái vòi mở rộng những cái vòi hút dầu rửa bát như thế này.
hoặc là những cái vòi của máy lọc nước. Quay lại với nhân vật chính thì như các bạn đã thấy, đây là một cái vòi hút dầu rửa bát. Mình đã dùng cái này thay thế cho cái chai dầu rửa bát mà có lẽ rất nhiều gia đình các bạn ở đây đang sử dụng, rất bẩn và rất là bất tiện. Thay vì mỗi lần rửa bát phải dùng một cái chai nhầy nhụa như thế này thì bây giờ bạn chỉ được ấn thôi. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mà từ khi mình dùng mình cảm thấy nó rất là tiện. Mình không còn phải châm dầu rửa bát từ chai to và chai nhỏ nữa. Và ngoài ra cái chỗ để những cái chai dầu rửa bát trước kia nó rất là bẩn, bây giờ nó đã sạch sẽ hơn rồi. Ngoài ra vòi này cũng làm từ thép không rỉ nên các bạn không cần phải lo bị rỉ sét trong quá trình sử dụng đâu nhá. Tổng kết lại thì đây là món đồ rất là hữu ích mà chị em nội trợ không nên bỏ qua. Mình để sản phẩm ở đây nhá. Sắp sang 2023 rồi mà các bác vẫn để những chai dầu rửa bát trên bàn như này ư? Trông rất bẩn và bừa bộn. Ở đây chậu rửa bát nào cũng có cái lỗ này các bác nè. Bỏ vài chục nghìn ra mua bộ vòi hút dầu rửa bát này về các bác ơi. Giờ thì các bác có thể mua hẳn can dầu 5 lít về dùng dần rồi. Sắp sang 2023. Từ khi có bộ đầu bơm nước rửa chén này là nhìn căn bếp của em gọn gàng hẳn lên, bởi em tận dụng được cái lỗ tròn nhỏ ở bồn rửa này. Kết hợp với bộ đầu bơm nước rửa chén nữa thì tiện lợi lắm luôn. Với đầu bơm làm bằng inox kết hợp với dây silicone dài 1,2 mét này thì phù hợp với hầu hết mọi loại bồn rửa cao thấp khác nhau nên mọi người không phải lo. Chất liệu thì bền bỉ, phù hợp với môi trường ẩm ướt nên dùng được trong thời gian dài luôn. Cách sử dụng thì rất đơn giản, chỉ cần ấn vài cái là nước rửa chén dễ dàng được hút lên rồi. Nên mọi người quan tâm đến sản phẩm thì tham khảo ngay ở phía bên dưới nhé. Từ khi có bộ đầu bơm thực tế về sản phẩm nhá. Đấy thì view như cái can rửa bát này các bác chỉ việc để trong gầm thôi. Đấy, sau đó các bác lấy mở cái lỗ ở trong nhà ra. Đấy các bác xỏ nó xuống. Siết trong cái phần đai bên dưới vào như này này. Đó siết vào, sau đó các bác cắm cái phần còn lại vào trong can rửa bát là các bác chỉ việc ấn thôi là tự động nó sẽ hút dầu rửa bát lên rất tiện. Đấy, các bác đỡ phải để những cái can rửa bát ở trên cái gian bàn bếp của thứ nhà mình nhá. Đấy nó đỡ nhầy nhụa bẩn thỉu thứ ra. Nước nôi. Đấy các bác để can rửa bát là mua cho em hẳn cái can 5 lít về mình dùng lâu dài luôn. Cắm vào. Đấy các bác chỉ việc ấn này. Ấn này là tự động dầu bát nó sẽ hút lên và nó sẽ cho ra. Dầu bát là các bác lấy chỉ việc dùng nhá. 80.000 một bộ này. Cực kỳ dễ dàng lắp đặt mà nói chung sử dụng gia đình rất hiệu quả luôn. 80.000 bộ, nói chung là cái bộ này các bác nên mua nhá. Có nhá. Nên mua về các bác lắp đặt gia đình nhà mình. Hay lắm. Rồi các bác hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái con máy hơi nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là máy hơi mini. Đấy, hàng của Đài Loan. Bác nào mà đang sửa xe này. Đấy, rồi là các bác muốn kiếm một cái con máy hơi. Các bác dùng gia đình, mình dùng để bơm xe ô tô. Đấy, xe máy, xe đạp. Đó, rồi là tất cả các loại bánh xe thì các bác mua cho con này. Con này cái hay của sản phẩm này là nó dùng điện nên là nó chạy cực kỳ khỏe luôn. Đấy, chạy rất khỏe nhá. Hàng của Đài Loan mới keng nguyên hộp luôn nhá. Đấy, hàng của Đài Loan, nói chung là sản phẩm này dùng điện, dùng chất các bạn, dùng chất đó. Đó. Máy chạy êm và khỏe nhá. Đây. Quay qua bác một chút về phần thông số công suất này. Đây là phần dây bơm nhá. Đấy, phần dây bơm rất là dài nhá. Có bọc dù bên ngoài, chống gập chống gãy này. Đó, đây là phần dây nguồn, cắm trực tiếp vào nguồn 220. À, đây là phần thông số này. Đấy, hàng made in Taiwan. Đó. AC220 này. Đấy. Thực tế của nó là 35 lít trên 1 phút này, cực kỳ khỏe luôn nhá. 35 lít trên phút rất khỏe luôn, có phần đồng hồ đo áp suất nhá. Đây là phần tay xách này, các bác xách vào đây. Đây là phần bộ motor và phần đầu hơi này. Đấy. Con này thì nó 100% motor của nó là bằng đồng nhá, 100% là motor là bằng đồng. Đây, 100% là motor bằng đồng nhá, nên là các bác yên tâm. Đấy, bơm các loại xe, xe đạp, xe máy, ô tô cho em, bơm tất cả các loại xe luôn và bơm rất khỏe, bơm rất nhanh nhá. Giờ mình sẽ cắm test bác coi này. Đấy, thì ở nút bên hông thì sẽ gồm có là một cái phần, đây là cái phần cầu chì này. Đấy, và đây là cái nút bật tắt của nó, có thế thôi, rất dễ dùng nhá. Dùng được các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi, thế xong. Đó. Đây là phần dây bơm khá là dài luôn. Đó. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 này. Đây em sẽ cấp nguồn này. Đó. Sau đó bật cho bác coi này. Đó, máy chạy nhá. Cái lượng hơi nó ra rất là khỏe nhá. Đây em đè hơi này, các bác nhìn đồng hồ này, em đè hơi này. Em đè hơi này, các bác nhìn đồng hồ này. Đó. Có thấy không? Đồng hồ nó lên, nó đẩy lên luôn nhá. Đây. Giờ sẽ test bằng cái cách này để các bác biết là cái lượng hơi của nó ra như nào này. Đây, có một cái túi bóng như kiểu em đang bơm hơi vào một cái xăm xe này này. Đây em sẽ buộc đây nhá. Đấy. Bật máy này. Đó, thấy không? Hơi lên rất nhanh nhá. Mà cái túi bóng này rất là to luôn này. Đó. Tăng đét rồi này. Đó, thấy không? Chú bóng rất là to nhá, nhưng mà bơm hơi vào là căng đét luôn này. Đó, bơm hơi vào căng đét luôn, rất là hay nhá. Đấy, về các bác sử dụng, mình dùng để bơm xe. Con này dung tích của nó, cái công suất nó lên đến 35 lít trên phút này. Các bác yên tâm là
cái lượng hơi nó ra rất khỏe, bơm rất nhanh luôn. Đấy, bơm xe đạp, xe máy, ô tô các bác sử dụng gia đình, rồi là ví dụ như là các bác quán xá nhỏ mình cần với con máy hơi dạng mini nhỏ nhỏ thôi thì các bác mua cho con này. Đấy, nó là cái con máy hơi mini, nó mô phỏng là của cái con dạng lớn lớn ấy, chắc là nhiều bác nhìn thấy cái biết đấy, con máy hơi dạng to rồi. Thì đây nó là dạng mô phỏng dạng nhỏ nhá, dạng nhỏ, dạng máy hơi mini dạng nhỏ đó. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái máy hơi mini nhá, máy hơi mini đấy, hàng của Đài Loan mới keng nguyên hộp luôn đó. Thì số lượng con này thì em có ít thôi nhá, không có nhiều đâu, thì em báo giá luôn này, 480.000 nhá, 480.000 lên mã giúp em sẽ là cái con máy hơi mini đấy, máy hơi mini 480k nhá, 480k, và em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá, sản phẩm này bao ship cho bác tận nhà luôn đó, 480k con máy hơi mini về các bác xài gia đình đấy, rồi anh em thợ thuyền các bác dùng để bơm hơi xe đạp, xe máy, ô tô rất là phù hợp luôn đấy, lượng hơi vào rất là nhanh, rất là khỏe nhá. Đó, cắm trực tiếp vào nguồn 220 các bác xài nhỏ gọn tiện lợi, dễ sử dụng, mang đi mang lại rất ok. 480k một chiếc máy hơi mini các bác nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái cuộn keo dán tôn, dán chống thấm chống rột này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đấy, và bắt đầu đang vào đợt này, đang vào cái đợt mùa mưa rồi mà. Đấy, bắt đầu đang vào một đợt mùa mưa rồi. Đấy, ví dụ như mái tôn này, mái bờ rô thứ nhà mình đang hiện tại đang bị lủng này, bị rột này. Thì các bác mua cho mấy cuộn này về các bác dán xem. Đấy, dán em. Đấy, các bác chỉ việc bóc ra cho các bác dán thôi nhá. Rất là dễ dàng dụng luôn, mà nó dán chống thấm rất là tốt luôn. Ở đây. Về bóc cho em cái lớp này nó có cái băng keo dính này. Các bác bóc ra. Đấy. Bóc ra sau đó các bác dính trực tiếp. Đây nó có một cái lớp keo này. Dính kỹ quá. Đó, về các bác bóc ra xong rồi các bác ôm trực tiếp cái chỗ này vào cái chỗ lủng nhá. Và đây nó có một cái lấm tấm cái lớp dạng keo, cái tờ giấy nó bảo vệ lớp keo này. Đấy, các bác bóc trong cái tờ giấy ra nhá thì nó mới dính được nhá. Đây này, bóc cái tờ giấy này ra. Đây nó dạng keo này. Đấy. Cái keo rất là hay là khi mà có ánh nắng hoặc nhiệt độ tác động lên thì cái keo nó càng chảy ra và nó càng dính. Đấy, nên đặc biệt là các bác dán ở những vị trí ví dụ mái tôn, mái bờ rô rất là phù hợp luôn. Cái bản này nhà em đang bán thì cái bản nó là bản to nhá, bản này là bản 10 cm. Đấy, ví dụ như đến cái chỗ nào nhỏ thì mình có thể cắt đôi ra. Đấy, cắt đôi ra thì các bác dùng nó tiết kiệm hơn. Đó. Cuộn này thì sẽ dài là 5m nhá, dài 5m này. Dài 5m và cái khổ của nó sẽ là khổ 10 cm nhá. Khổ to này là khổ 10 cm và dài là 5m này. Dài 5m và em báo giá luôn, bên em đang bán chỉ có 40.000 một cuộn này thôi. 40.000. Lên mã thì em sẽ là cái cuộn keo dán tôn nhá, keo dán tôn. Keo dán tôn này, dán chống thấm chống rột này, dán chống thấm chống rột nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 một cuộn nha. Khổ của nó sẽ là khổ 10 cm, nếu mà các bác muốn khổ nhỏ hơn thì các bác mua về các bác cắt ra thôi. Đấy, cắt ra dùng dán được thoải mái nhá. Đấy, cắt ra dán được thoải mái luôn. À, thực tế video test thực tế đây các bác cùng coi sản phẩm này. Đấy, nói chung là hiệu quả lắm mà dùng ok. Lên Trung Quốc. Mình thấy trên mạng là rất hot cái băng dính chống thấm nước này nhá, mình mua về kiểm tra thử luôn nhá. Băng dính này thì dán được trên mọi bề mặt các bạn nhá, kể cả dán trên bề mặt đang ướt nhá. Khi dán vào thì bóc ra rất khó. Loại này chống cả nước, chống cả nóng. Bây giờ mình hy sinh chọc thủng cái chậu để kiểm tra nhá. Lưu ý là khi bóc ra thì nó có một lớp ni lông mỏng để bảo vệ chất keo các bạn nhá. Mình phải bóc ra thì mới dán được, các bạn nhìn kỹ nhá, bơm đầy nước và mình thử dán nhá. Nước đã chảy qua cái lỗ mình đục sẵn, mình không cần lau khô chậu và mình dán luôn nhá. Một phát ăn ngay luôn các bạn nhá. Mình kiểm tra thì không hề bị giòm một giọt nước nào luôn. Sản phẩm này mình đánh giá đúng như quảng cáo nhá, 9.5 điểm các bạn nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, đúng như là thực tế luôn. Đấy, đánh giá điểm lên đến 9.5 nhá. Dán thực tế các bác chỉ việc là về bóc cho em cái miếng dán bảo vệ này, các bác ốp trực tiếp vào cái chỗ nào nó bị thấm rột cái thứ ra, mái tôn, mái bờ rô, rồi những cái chỗ nào mà tường nứt, vách nứt cái thứ ra, đấy, những cái chỗ mà nó giao nhau nó bị nứt, nó bị thấm ra thì các bác dán cho trực tiếp vào là xài thôi nhá. Đó, một cuộn này chỉ có 40.000 thôi. Dài 5m nhá, rộng 10 phân, dán khá là nhiều luôn đấy. Đó. 40k một cuộn keo dán tôn, dán chống thấm chống rột nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ bình 3 cốc này để về các bác xài. Đấy, các bác hay đi du lịch, đi chơi, đi picnic, đi câu cá rồi các bác sử dụng gia đình. Hoặc là anh em các bác mang đi làm cũng rất ok luôn. Một cái bộ bình này thì sẽ gồm có là một chiếc bình chính này, đi kèm cho bác là 3 cốc. Cái bình này thì dung tích của nó sẽ là đi 500ml, đấy nửa lít nước nhá, giữ nóng 12 tiếng, giữ lạnh 12 tiếng nhá. Giá thì em báo giá luôn chỉ có 70.000 một bộ thôi. Thì sẽ bao gồm đây các bác này, là một chiếc bình này, đi kèm bác là 3 cái cốc luôn. Đấy, là mình có cốc uống nước sẵn luôn nhá, không còn phải mua thêm cái gì cả đây. Full combo một bộ nhà. Đó, một bộ nhà nhá, là gồm một bình này, 3 cái cốc này. Đấy, cốc là bằng inox luôn nhá, bên ngoài có phần bọc nhựa chống nóng, rất ok luôn. Đây phần bên trong này. Đấy, đây, Su-304 đó, dấu Su-304 này. Đó. Bình giữ nhiệt 12 tiếng nhá, nắp đậy ok luôn.
Và cái con này nắp đậy nó thiết kế dạng nắp đậy mà mở nhanh nhá, các bác ấn vào đây. Đấy là các bác rót nước ra bình thường. Đấy, còn lúc nào các bác muốn khóa các bác ấn cho em phát nữa là tụt vào là nó sẽ khóa kín luôn. Đấy, rất ok. Là nước không thể ra nữa nhá, các bác xoáy chặt vào nước ra ra luôn. Đó, thiết kế cực kỳ chắc chắn và đẹp nhá. À, một bộ này các bác đi chơi này, đi du lịch này, đi picnic, đi câu cá này, đi làm này. Đấy, mình có cả bình cả cốc. Đấy, anh em bạn bè phải đi làm đông với nhau, đấy, hoặc đi chơi đông với nhau, đấy, mình có cái bộ này là ngồi uống trà uống cà phê nhâm nhi rất ok luôn. Đó, uống rượu được luôn. À, bộ bình ba cốc nhá, bộ bình ba cốc báo giá bác luôn. Bộ này thì hiện tại em đang gửi bác giá rất là hạt rẻ, chỉ có là đi 70.000 bộ thôi. Lên mạng em sẽ cái bộ bình ba cốc nhá, bộ bình ba cốc này. Đó, giá của nó sẽ là 70k một cái bộ bình ba cốc nhá, 70k bộ, là bao gồm là một bình và ba cái cốc nhá. Bình dung tích của nó sẽ là 500ml. Dầu đồng nhá, lên mã em sẽ là cái đèn dầu đồng chạy pin nhá. Về các bác có thể dùng cái đèn này làm đèn thờ, đèn ngủ hoặc là dùng làm đèn trang trí decor rất là hay. Đó, một con đèn dầu đồng. Đó, chất liệu thì toàn bộ là bằng nhựa nhá. Đấy, cái này ở đây cũng bằng nhựa này. Đó, bên dưới bằng nhựa. Và cái sản phẩm này đã có sẵn pin rồi các nhá. Về các bác chỉ việc là bật lên là các bác xài thôi. Đấy, bật lên các bác xài đây, nó có pin sẵn rồi. Đèn của nó sẽ là đèn màu vàng nhá. Đấy, nó sẽ hơi nhấp nháy một chút, nhìn như kiểu là một ngọn đèn dầu đang cháy thật luôn. Đó, thiết kế phần dưới này thì nó làm dạng mạ đồng, phần trên thì là một cái nhựa, nhưng mà nó là dạng nhựa kính trong suốt nhá. Đấy, thì có pin sẵn rồi nhá. Cái này thì nó sử dụng cái pin sẽ là cái pin cục áo. Đấy, cái pin thì rất là dễ kiếm, các bác mua hiệu sách các thứ bán rất nhiều. Một cái đèn này chạy là 3 viên pin cũ áo này. Đó thì về các bác chỉ việc xài thôi, nó có sẵn pin rồi nhá. Về lúc nào dùng rồi các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi. Đấy, rất là an toàn này. Không cần phải dây dặn lằng nhằng. Đấy, tránh tình trạng ví dụ các bác hay dùng những cái đèn dầu thật các thứ là, hoặc điện đóm lằng nhằng đôi khi gây ra cháy nổ, chập cháy rất nguy hiểm. Đấy, các bác chuyển sang dùng con đèn dầu này rất ok. Đó, ánh sáng vừa đủ nhá. Các bác có thể dùng làm đèn ngủ này, đèn thờ này, đèn trang trí này, đèn decor rất ok luôn. Đó, rất đẹp nhá. Đó, có công tắc bật tắt rất tiện luôn. À, rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đèn dầu đồng nhá, đèn dầu đồng chạy pin. Đó, đèn dầu đồng chạy pin. Đèn dầu đồng. Đó. Đèn dầu đồng này thì giá của nó thì bữa trước đang bán bác là 70k, nay em xả kho cái lô luôn. Giá chỉ còn có 40.000 một cái thôi. 40k một cái đèn dầu đồng chạy pin nha. 40k một cái nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là đèn dầu đồng chạy pin. Đó. 40k một cái đèn dầu đồng nha. Đấy, 40k một cái nhá. Giá rất là hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất hay. Đó, đây, bật cái là sáng này, tắt đi. Đó. Ánh sáng màu đỏ đỏ vàng vàng nhá. Rất ok luôn. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là sản phẩm về máy xay Osaka, máy xay thịt cá, máy xay rau củ quả sử dụng gia đình, con này thì rất ok rồi. Hàng thì của thương hiệu Osaka nhá, Osaka. Đó, một trong thương hiệu rất nổi tiếng chuyên về đồ gia dụng. Sản phẩm này thì có công suất là 350W nhá và sử dụng giúp em là điện 220. Đó. Về các bác dùng để xay thịt, xay cá, xay rau củ quả rất ok luôn. Sản phẩm thì sẽ gồm có là đi một phần thân máy này. Đấy, một thân máy nhá. Đấy, Osaka Japan. Đó, Osaka Japan. Đây là phần dây nguồn, cắm trực tiếp điện 220. Đây là cái công tắc bấm này. Đấy, các bác cắm nguồn, bấm vào đây cho em là máy nó chạy này. Và bên trong này của nó thì sẽ gồm có là đi phần cối xay nhá, cối xay. Cối xay này, đây cối xay này. Đó, cối xay có phần trục này. Đó, phần lưỡi nhá. Lưỡi này của nó thì hàng này thì sẽ hàng 4 lưỡi. Hàng 4 lưỡi thì các bác khi mà các bác xay thì xay rất là nhanh và cực kỳ nhuyễn luôn. Xay nhanh, xay nhuyễn và rất là đều. Đấy, các bác xay cho em tất cả các loại chất liệu luôn. Từ thịt cá, rau củ quả, tất cả các loại các thứ luôn nhá. Đó. Xay sinh tố, xay sử dụng nhà bếp, xay rau củ quả quá ok luôn. Đấy, thì về các bác chỉ việc là cho đồ ăn thức uống đây. Đấy, sau đó các bác đậy cái nắp này vào. Lắp cho em cái máy lên. Đấy, khớp nó vào. Đó, các bác bấm nút cái, thế là máy chạy có thế thôi, rất đơn giản nhá. Giờ em sẽ test cho bác thực tế xay này. Đây nhá, giờ em sẽ dùng đá viên nhá. Đá viên là một những cái chất liệu rất cứng này. Đấy, em sẽ xay test thực tế bác coi nhá. Đấy, đá viên luôn này, đá viên vừa lấy tủ lạnh ra luôn này. Đó. Bỏ luôn trực tiếp vào trong cái cối này luôn nhá, bỏ luôn vào trong cái cối xay này. Con này nói chung là xay tuyệt vời rồi. Thực ra thì em nhiều bác chưa xem những cái đoạn này trước em xay nhiều mà. Đấy, xay nhiều các bác rất là thích luôn, mà cái này em bán cực kỳ nhiều luôn đấy. Đấy, cho hết cảm khay luôn nhá. Đó, bác nào mà xem đoạn này lâu quá thì mình có thể tua qua. Đó thì em báo giá luôn nhá, cái sản phẩm này hiện tại bên em đang phân phối với giá là 110.000 một cái chiếc cối xay Osaka nhá. Đấy, 110.000 một cái thôi, giá nó rất là bình dân. Đấy, cho rất nhiều đá bên trong này. Đấy, cho rất nhiều đá bên trong nhá. Đây, cho đầy đá bên trong rồi này. Đó, bây giờ em sẽ tiến hành xay nhá. Các bác đậy trong cái nắp này vào. Đó, đậy trong cái nắp này vào nhá. Đó, rồi sau đó các bác khớp nó vào đây. Đấy, khớp nó vào và các bác để ở đây.
cấp nguồn cho nó vào là xong. Đó, cấp nguồn vào này. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 nhá. Đấy, cắm trực tiếp nguồn 220. Đây giờ bấm cho bác con này. Đấy, thì ở đây các bác bấm ở đây là máy chạy nhá. Đây bấm đây. Cái sản phẩm máy xay này thì các bác bấm thì nên nhấp nhả nhá, các bác đừng giữ lì là nó sẽ rất là tổn thọ. Đấy, nó nhanh hỏng máy nhá. Đấy, các bác nên nhấp nhả nhá. Nhấp nhả thì cái tuổi thọ máy thì nó sẽ được tăng hơn. Đó. Đây các bác xay này. Đấy, rất là đơn giản thôi, chỉ việc ấn vào đây thôi là máy nó quay. Đó, xay xong đấy các bạn. Nói có vài câu chắc là chưa đến 3 giây luôn, chưa đến 5 giây luôn. Máy xong ngon lành rồi. Đấy, xay ngon lành đây. Mở cho bác xem thành quả nhá. Đó, mở bác xem thành quả. Ui xời. Quá tuyệt vời luôn này, có nhìn này, đá này. Nhuyễn như băng luôn nhá. Đây, đúng như tuyết luôn này, có nhìn này. Đá viên đây nhá. Vừa nãy cục viên rất to nhá, đây này có nhìn này. Đấy, ví dụ như các bác có làm tí sinh tố, đấy, mình xay tí đá, mình ăn tí sữa chua đánh đá cũng quá ok luôn, cho luôn đây các bác xay, quá tuyệt vời luôn này. Đây. Đấy, ngon lành cái nào luôn nhá. Đó, thực tế về sản phẩm test ngon lành bác luôn. Đó, các bác thấy thực tế sản phẩm nhá. Rồi. Đấy là thực tế về cái sản phẩm máy xay Osaka em đang phân phối các bác nhá. Đó thì giá thì em báo giá lại một lần nữa này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái máy xay Osaka nhá. Sản phẩm này thì sử dụng điện 220, công suất sẽ là 350W nhá. Và em báo giá luôn 110k một cái con máy xay Osaka nhá. Lên mã em sẽ là cái máy xay Osaka. Đấy, Osaka. Sản phẩm này các bác có thể là xay đa năng các tất cả các loại thực phẩm luôn. Đấy, từ thịt, cá, rau, củ, quả, xay sinh tố, xay thịt, xay mỡ được hết luôn nhá. Đấy, vì nó là dòng 4 lưỡi, nó chém rất là khỏe luôn. Đó, vừa xay test thực tế đá viên này bác rồi, rất cứng nhá, nhưng mà nó chém nhuyễn luôn nhá. 110k một cái con sản phẩm nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên mã xả kho luôn cái mã hàng gối massage này. Đấy, gối massage 16 bi nhá. Đấy, con này thì bên em bán cực kỳ chạy luôn. Và đợt này em về cái lô này giá cũng rất là tốt để vụ bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là chiếc gối massage. Đó, chiếc gối massage 16 bi nhá. Con này là dòng cao cấp 16 bi đấy. Giá của nó thì bữa trước đang bán là 350.000. Em về bác mức giá rất dễ mua luôn. 260.000 một chiếc và sẽ bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, 260.000 nha, các bác không nghe nhầm đâu. 260.000 một chiếc gối massage nha. Hàng mới căng nguyên hộp luôn. Các bác mua về làm quà này, một cái món quà cho người già, người thân. Đấy, bố mẹ, anh chị em, ông bà, bố mẹ rất ý nghĩa. Rồi các bác mua về sử dụng trải nghiệm này. Đấy, sau những ngày làm việc mệt mỏi, các bác mua về. Mình bật máy lên và bắt đầu thưởng thức cảm nhận thôi. Máy thì chạy cực kỳ khỏe, rất êm và massage cổ vai gáy này. Đấy. Massage cả người, cả chân tay được luôn. Rất ok nhá, cực kỳ đa năng nhá. Bộ sản phẩm sẽ gồm có là một thân máy này, đi kèm được cho bác là một cục nguồn nhá. Đấy, một cục nguồn. Con này nó sử dụng cái nguồn 220 và qua cục adapter này nó sẽ chuyển xuống nguồn là nguồn 12V nhá. Thì đây. Đấy, đây là chân của nó, chân nguồn nó này. Đó. Và đây là phần máy này, đó, toàn bộ là có phần bọc da nhá. Ở đây là phần lưới này. Đấy, và bi là hai bi hai bên nhá, hai bi hai bên. Phần dây kết nối nguồn này, bên này thì là những cái phần thao tác nút bấm nhá. Đấy, ví dụ như là bật tắt này, rồi là đảo chiều, tăng tốc, giảm tốc này. Đấy, rồi là kiểu đảo sóng, tiết kiệm điện, rồi các chế độ massage khác nhau ở trên cái bảng điều khiển này nhá. Thì các bác bấm nút bấm rất là dễ dàng nhá. Đặc biệt dùng cho người già rất là dễ dùng sử dụng luôn. Đó. Chỉ có 260.000 thôi nhá. Một chiếc gối mới keng nguyên hộp như này luôn. Đấy, 260k. Tại đây đang về cái lô này giá rất tốt luôn. Đây thì em sẽ cắm vào test bác co này. Đấy. Đây. Cấp trực tiếp nguồn 220 cho em. Đó, cắm trực tiếp nguồn 220. Sau đó là các bác cắm vào đây. Cắm vào cái dây bên hông này. Đó. Đấy, các bác để đầu giường, lúc nào mà cần thiết cái bấm cái lên luôn nhá. Đấy, nó có cả chế độ đèn hồng ngoại này. Đấy, có cả chế độ đèn hồng ngoại để sưởi ấm nhá, sưởi ấm này. Đấy, coi nhìn này, tay em này nó đảo này. Đó, tay em nó đảo đây này. Đấy, tay đảo này. Đấy, máy chạy khỏe êm lắm. Đó, các bác massage cổ vai gáy phê lắm, thích lắm. Đấy, sau những ngày làm việc mệt mỏi rồi, đau lưng, đau cổ các thứ rồi, các bác gối lên cho em. Đấy, gối khoảng tầm 30 phút thôi là sướng tê người luôn. Đấy, nói chung là thích lắm, dùng thích lắm, ok lắm. Đó, máy chạy cực kỳ khỏe nhá. Đấy, các bác nhìn bi đang quay này. Đó. 260k nhá. Lên mã cho em sẽ là chiếc gối massage 260k bao ship, cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác xài. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Thật là cảm giác. Đó, thấy không? Đây là
là chiếc gối massage cổ vai gáy. Gối này thì có 3 chế độ massage, sẽ mô phỏng cho 8 động tác massage chuyên nghiệp. Ở cái gối này còn có chế độ hồng ngoại giúp chườm nóng và lưu thông khí huyết tuần hoàn máu. Gối được thiết kế đường cong công thái học, tạo cảm giác mềm mại và ôm trọn cột sống cổ. Đó, cảm giác nằm lên chiếc gối massage này sau một ngày dài làm việc mệt mỏi nó rất là sướng luôn. Và ngoài cái chức năng chính là massage cổ vai gáy ra thì em này còn linh hoạt massage được ở mọi vị trí, như là ở phần lưng nhá, cho các anh chị em hay làm dân văn phòng hay ngồi nhiều thì massage lưng sẽ rất thoải mái và đỡ mỏi hơn. Massage bắp chân giúp giảm căng cơ sau một buổi vận động hoạt động thể thao nhiều. Ngoài ra còn massage được cả tay, cả lòng bàn chân và bụng vân vân. Một ngày dành ra 30 phút để massage cho toàn thân sẽ giúp cho thư giãn, giảm căng thẳng mệt mỏi, thoải mái, giảm căng cơ, thúc đẩy tuần hoàn máu, từ đó sẽ giúp cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh và ngủ ngon hơn. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, sản phẩm phù hợp cho tất cả các loại lứa tuổi nhá. Lứa tuổi từ trẻ đến già, các anh chị dân văn phòng, những người nào chơi thể thao, bố mẹ, ông bà và những người lớn tuổi nữa, quý dùng được, bạn cũng dùng được, mua ở đây nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đó, đây, vẫn đang chạy đây. Đó, các bác về các bác có thể để tay lên đây này, để bắp chân lên đây, để phần lưng lên đây, rồi là để phần cổ vai gáy được tất luôn nhá. Đấy, nói chung là một chiếc máy massage đa năng. Mà giá đợt này thì đang sale giảm giá cực tốt các bác luôn, 260k một chiếc gối massage nhá. Đấy, 16 bi bao ship cho bác đến tận nhà luôn nhá. Đầy đủ phụ kiện, đến nơi các bác cứ cắm test thử cho em, ok các bác nhận hàng thanh toán nhá. Rồi, đấy, em qua những mã hàng tiếp theo. Rồi, bóng đèn thì hôm nay em về nhiều mã bóng đèn lắm cơ, nên là các bác nhớ mà xem kỹ giúp em nhá. Các bác ưng cái mã nào thì nhớ giúp em nhá, vì bóng đèn thì em về đợt này là nó đều có số watt hết nhá. Đấy, ở trên trên này nó đều có số watt này, thì bên em sẽ bán theo cái bóng gọi là xe, cái tên gọi của nó sẽ theo số watt luôn nhá. Đấy, ví dụ như cái con tay em đang cầm con này là 15W này. Còn cái con này thì em đây, con này của nó là đi 15. Đây, con này của nó là 10 này. Đấy, 10 này. Đấy, sẽ có mã bóng 10W, 15W, bóng 40 này, bóng đĩa bay này, một số mã thì em sẽ đi vào quay chi tiết luôn. Em sẽ báo giá từng mã một luôn nhá. Con này là con bóng LED 10W này, sử dụng điện 220, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá. Đấy, về nhiều bác rất hỏi cái mã bóng 10W có không thì đây. Về các bác cái bóng 10W này, về các bác lắp ở nhà vệ sinh này, phòng tắm này, rồi là những cái chỗ nào mà không cần quá nhiều ánh sáng, các bác xài con này cho em, lắp ở ngoài cổng, ngoài đường, cầu thang cũng ok luôn. Giá thì bình dân hạt rẻ thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bóng đèn 10W nhá. Đấy, bóng đèn 10W. Giá của nó sẽ là 10k nhá. 10.000 một cái vỏ bóng đèn 10W thôi, chỉ có 10.000 một quả thôi nhá. Ánh sáng màu trắng thôi nhá, ánh sáng màu trắng. Con này là 10W này. Là 10.000 một bóng nhá các bác nhá. 10.000 bóng. Còn cái con 15W này. 15W này thì sẽ có giá là 15.000. Đấy, tính là số watt cho các bác dễ nhận biết nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn 15W nhá. Bóng đèn 15W, giá của nó sẽ là 15k. 15W là 15.000 nhá. 15W là 15k. Đó, công suất là 15W đây. Sử dụng điện 220. Đấy, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá. Về các bác sử dụng lắp vào cái đuôi phổ thông như mình ok thôi. Đó. Con này công suất là 15W nhá. Giá của nó bên em đang gửi các bác là 15.000. Còn con 10W thì đang bán là 10.000. Đấy, các bác cứ suy từ số công suất sẽ ra số tiền luôn. 10W 10.000, 15W 15.000 các bác nhá. Đây, tiếp là bác xem độ sáng này, con này khá là sáng nhá, khá là sáng đấy. Đấy, con này em đang quay ở trên cái máy quay thôi, chứ còn các bác bật ở ngoài khá sáng quá nhá. Đấy, sáng lắm. Đó, con này là 15W này, rất là sáng này. Đấy, thay cái bóng 10W là cho bác coi luôn này, test luôn bác con 10W này. Đấy, về có cái những cái đuôi xoáy, đuôi xoáy là xài thôi mà. Đơn giản, dễ dùng, dễ sử dụng. Đấy, đây. Đấy, con này là 15W đây này. Đó, con này 15W các bác nhá. Nói chung khá là sáng đấy. Nó xài là quá ok luôn. Đây, con này 10W này. Đấy, 10W thì nó sẽ tối một chút. Đấy, tùy nhu cầu nhá. Đấy, loại nào thì cứ báo đi em. 10W, 10.000, 15W, 15.000. Đây, tiếp theo thì em về luôn cho bác. Đó là cái mã hàng, đó là cái bóng đĩa bay. Em báo giá luôn. Bóng này thì bên em đang gửi bác là 40.000. Đấy, tại sao nó gọi là bóng đĩa bay thì các bác nhìn này. Nó như là một cái chiếc đĩa bay. Và cái con này là cái tầm sáng của nó tỏa ra nó rất là rộng, nó không bị góc chết nhá các bác nhá. Vì nó là một cái mặt phẳng nha. Đấy, nó không bị góc chết. Cái tầm ánh sáng nó tỏa ra rất là rộng. Đấy, để các bác có thể lắp là nó các bác thả rơi từ trên trần xuống này. Đấy, thả trên trần xuống thì tầm ánh sáng nó ra nó rất là rộng, nó không bị điểm chết nhá. Nó không bị điểm mù, nó không bị khuất cái góc nào cả, nên là nó cái tầm tỏa sáng nó rất là rộng. Nên các bác nếu các bác lắp ở phòng khách các thứ giờ thì các bác lắp trong con này. Đấy, hoặc là view nha. Lắp ở những cái con bóng chỗ âm trần cái thứ là các bác lắp con này cũng vào. Đấy, thay những cái con kia. Lắp con này vào thành một con bóng đèn luôn, các bác xài rất ok. Con này bóng sáng lắm. Con này công suất của nó là 40W này, sử dụng cho em điện 220 các nhá. Điện 220. Con này thì mã của nó sẽ là bóng đĩa bay, em báo giá luôn là 40.000 một con quả nha. Đấy, bóng đĩa bay. Tên của nó sẽ hơi lạ một chút, đấy có đây không? Rất sáng nhá. Đấy đây không? Sáng lắm con này.
sáng cực kỳ luôn. Đó, rất hay nhá. Mà cái ánh sáng của nó tỏa ra nó rất là rộng nhá, nó không như những cái ánh sáng, những cái con bóng tròn là nó bị góc khuất nhiều, nên là khi mà các bác xài sử dụng là nó không tỏa ra ánh sáng rộng. Như con này nó là cái dạng phẳng này nha, nên khi mà sử dụng cái ánh sáng nó tỏa ra rộng nhá. Bóng đĩa bay nhá, nhớ mã giùm em, nó sẽ là bóng đĩa bay, công suất là 40W và sử dụng điện 220. Đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy phổ thông. Đấy, thiết kế rất chắc chắn luôn, là 40.000 một quả nha. Đấy, 40.000 một cái quả bóng đĩa bay này các bác nhá. Rồi tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác, đó là cái con bóng 45W này. Con này thì nó là thiết kế dạng hình trụ tròn nha. Đấy, hình trụ tròn. Cái này thì nó theo cái dạng thiết kế truyền thống hồi xưa rồi. Đấy. Hàng rất là xịn luôn nhá. Con này 45W nhá. Em báo giá luôn, nó cũng giá là 40.000 thôi. Đấy, còn cái con này công suất nó sẽ cao một chút là 45W thì đương nhiên nó sẽ sáng hơn rồi. Đấy, khá là sáng nha, con này ánh sáng lắm. Đó, sáng hơn con 40W kia một chút. Đây sẽ lắp cho bác con này. Con này thì nó là thiết kế dạng bóng tròn ạ. Đấy, bóng rất là sáng nhá. Đây. Đấy, bóng sáng lắm con này, sáng cực kỳ luôn. Đấy đâu, sáng trắng luôn này. Đó. Rất tiện dụng nhá. Bóng của nó sẽ là bóng bóng tròn. Đấy, cái này em quay lên nó hơi bị nháy một chút thôi nhá. Đó. Còn bên ngoài các bác nhìn mắt thường thì sáng lắm, nhìn chói mắt luôn đấy. Đấy, con này là bóng cứ lên mã cho em sẽ là cái bóng tròn 45W nhá. Bóng tròn. Công suất của nó sẽ là 45W. Con này thì bên em đang gửi bác giá là 40.000. Đấy, hầu hết thì những cái bóng bên em đang gửi bác toàn bộ nó là bóng giải, bóng bóng LED siêu sáng nhá, và có chế độ tiết kiệm điện nên các bác yên tâm dùng ok. Đấy, không lo nó bị tốn điện hay lo nó bị cháy chết cả, vì bây giờ hầu như toàn bộ của nó là toàn dùng bằng chip mắt LED rồi, nó không phải như dạng sợi đốt hay như hồi xưa ấy, là các bác xài nó rất là dễ cháy. Như con này dùng rất là bền, xong rồi dùng bền lắm. Đó, cái con này trước em cũng bán rất nhiều này. Và đấy, lại tiếp tục với cái lô này. Đấy. Thì con này bên em đang gửi bác là 40.000 một quả bóng 45W nhá. 40.000 một quả bóng 45W, bóng trụ tròn các nhá, bóng trụ tròn. Đó đây. Sáng lắm, con này sáng cực kỳ luôn. Đấy, về các bác nói chung là những cái con bóng đĩa bay này, con bóng tròn này hoặc là con bóng đĩa bay vừa quay này, thì mấy con này về các bác xài gia đình thì rất là hợp lý rồi. Hầu như là những cái mã bên em đang bán cho bác chủ yếu các bác xài gia đình là ok luôn. Đấy, về các bác xài gia đình thì rất là hợp lý. Đó, 40.000 coi nhá. Bóng rất chắc chắn luôn, sử dụng dòng chip LED siêu sáng, tiết kiệm điện ok. Đó, 40.000 một quả, công suất là 45W. Còn cái con bóng đĩa bay kia thì đang bán là cũng 40.000 luôn. Đấy, công suất là 40. Ngoài ra thì chắc là nhiều bác thắc mắc tại sao bên em lại có cái đuôi này, đuôi rất là hay này. Đấy, thì em cũng gửi bác luôn. Cái đuôi này thì hiện tại em đang bán giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Cái con đuôi này là nó có tích hợp cái bóng điện này này. Đấy, à, tích hợp với công tắc này, lúc nào dùng nó các bác bật lên, không dùng mình có thể tắt đi, rất là tiện dụng luôn. Và cái ở đây nó có phần lò xo, các bác có thể bẻ các hướng này. Đấy, bẻ các hướng đi chưa, bẻ các hướng các kiểu luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, đây, bẻ các hướng đi luôn. Đấy, các bác thích hướng nào các bác bẻ hướng đấy các bác nhá, rất tiện dụng. Và lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng mình tắt đi. Đấy, dùng bật lên không dùng tắt đi chưa, rất tiện dụng nhá. Nó có tích hợp cả cái công tắc ở cái lò ở cái đuôi đèn này này. Đó, cái đu đèn này. Đấy, đi đây, hàng của nó đi mới nguyên trung bịch nha. Đấy, cái kia là như em đang lấy để em hay test bóng cho bác, thì em báo giá luôn nhá. Các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo, giá của nó sẽ là đi 30.000 một cái đuôi đèn lò xo này. Đấy, tại sao gọi là đuôi lò xo, vì ở đây nó có cái phần lò xo, nó có thể bẻ đi các hướng các kiểu, thì bên em hay gọi là cái đuôi lò xo. Đấy, nó có tích hợp cả công tắc bật tắt ở cái phần đuôi luôn. Giá của nó sẽ là 30k một cái đuôi lò xo nhá, 30.000 một cái thôi. Giá rất bình dân mà rất là hay. Đấy, nó rất là tiện nhá. Các bác dùng ở đâu cũng được. Đấy, cắm nhà được, mình cứ rút ra cắm ra chỗ khác rất là tiện. Nói chung là nó như một chiếc đuôi di động luôn, mình có thể di chuyển mọi chỗ mọi nơi, và nó có tích hợp công tắc rất tiện dụng nhá. 30k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bóng B2, em báo giá luôn. Bên em sẽ bán một combo là 5 quả 10.000, và các bác mua lẻ một quả thì giá sẽ là 5.000. Đấy, nói chung là các bác nếu mà các bác dùng nhiều thì cứ nên mua theo combo 5 quả 1. Đây, nó là cái bóng đèn, nó sử dụng cái nguồn là nguồn 5V. Nó có tích hợp sẵn cái chân USB này. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại nhà chẳng hạn này, các bác cắm vô cho em. Đấy, và các bác cấp trực tiếp vào nguồn 220. Đấy, là bóng sẽ sáng, có thấy rồi, rất tiện dụng nhá. Đây. Đấy, rất là hay. Về các bác làm bóng đèn ngủ này, bóng đèn trang trí này. Đấy. Rất là tiện. Đấy, nó sử dụng nguồn là cái nguồn 5V nhá, tích hợp sẵn là cái chân USB đây rồi. Về cứ có cái cục sạc điện thoại ấy, nhà mình ấy,
mà đang bỏ không. Cắm đây chưa? Là cắm vào điện 220, cấp nguồn cái là nó sáng lên, có thể thôi, rất dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Nó thì bóng B2 này sẽ bán ở combo là 5 quả 1 nhá, 5 quả 1. Giá của nó sẽ là 10.000 cho combo 5 quả bóng B2 nha, là 10.000 thôi nhá. Là 5 quả nhà là 10.000 này. Tính ra vào có 2.000 quả thôi, giá quá bèo luôn. Và nếu mà các bác nào dùng ít, mình mua một quả xài ít cũng được thì giá nó sẽ cao một chút. Một quả bên em đang gửi bác là 5.000. Một quả như này là 5.000 nhé. Còn các bác lấy nhiều, lấy được combo 5 quả thì giá của nó sẽ là 10.000. Mua ít thì chấp nhận giá cao một chút. Còn nếu các bác mua nhiều, mua combo, giá nó sẽ rẻ hơn luôn. Bên em đang gửi bác giá thì cực kỳ là tốt luôn, 35.000 một chiếc túi da đeo hông này. Các bác cứ nhớ mã cho em sẽ là túi da đeo hông nhá, 35.000 một chiếc. Bên em sẽ có hai màu là đen và nâu, các bác lấy màu nào thì báo cho em nhá, thì bên em sẽ chọn màu bác luôn. Đây là màu nâu này. Đấy, con này là màu nâu, còn đây con trong túi này là màu đen này, này. Đây là màu đen này. Đấy, còn đây là màu nâu đây. Đó thì lấy màu nào báo nha. Con này nè, về các bác có đeo cái thắt lưng ấy. Đấy, đeo cái thắt lưng, các bác xỏ thắt lưng vào đây. Đây ví dụ như ở đây em có một cái thắt lưng này này. Đấy, các bác xỏ cái thắt lưng qua đây, sau đó các bác đeo vào hông của bác nhá. Và các bác trong này thì các bác tháo ra, mở khóa ra để các bác đựng điện thoại này, đựng tiền này, đựng ví này. Đấy, mình mang đi chơi, mang đi du lịch, bình thường là các bác phải cầm tay và các bác bỏ vào trong túi quần, nó rất là bất tiện nhá. Đấy thì đây ví dụ con ở đây một con điện thoại này. Đấy, các bác để đây. Đấy, rồi một ngăn nữa thì các bác có thể là để tài liệu, giấy tờ tùy thân, rồi là tiền nong thứ các bác cho đây nhá. Đấy, sau đó là các bác đóng khóa vào. Đấy, kín đáo ngon lành, ok. Màu sắc thì trang nhã đẹp lịch sự nhá. Đấy, màu nâu rất là đẹp này, ngoài ra có cả màu đen luôn. Đấy thì bán đồng giá luôn là cứ 35.000 một túi nhá, mọi hai màu bằng giá nhau luôn. Đấy thì có màu đen, màu nâu, lấy màu nào bán nha. Đấy thì khi mà các bác đeo lên rất đẹp, đây em đeo các bác còn này. Đây các bác nhá, đấy khi mà các bác có cái thắt lưng các bác xỏ vào. Đấy, sau đó là các bác xỏ vào cái thắt lưng. Và các bác đeo vào xem. Quá ok luôn nhá. Đấy, đeo nó dịch sang bên hông này, rất đẹp, rất tiện luôn. Này đấy, lấy ra lấy tiền hay nong nó cá này. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Rất ok. Đấy, mình lấy cái gì nó ở ngay cái chỗ cái tầm tay mình với luôn, nó rất là tiện, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Có thấy không? Đấy, đeo lên nhìn rất đẹp, chất lượng luôn, ok. Đấy. 35k nhá, 35k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là túi da đeo hông, 35.000 một cái, hai màu là màu đen, màu nâu. Lấy màu nào báo cho em nhá. Túi rất đẹp. Đấy, về các bác đeo vào cái hông ở bên thắt lưng nhà mình. Xỏ thắt lưng vào đây, thế là đeo thôi. Ba ngăn thoải mái các bác xíu đồ luôn. Điện thoại, tiền nong, ví, giấy tờ tùy thân vào đây thoải mái luôn các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây hôm nay về một cái lô hàng bãi rất xịn sò, đó là cái dây dây nguồn đỏ 6m nhá. Đấy, dây nguồn đỏ, dây này dài 6m, em báo giá luôn, chỉ có 30.000 một cái dây thôi. Bán thanh lý xả kho bác luôn. Đấy, hàng này em cũng gom đồ giá rẻ đây, em gửi bác giá rẻ luôn nhá. 30.000 một sợi này. Một sợi này dài là 6m nhá. 6m, con này nó ghi ở đây công suất nó chịu tải được là 10A. Đấy, 10A thì chắc nó dư khoảng tầm 2-3.000W thoải mái. Về các bác sử dụng những con máy móc, máy thiết bị cầm tay rồi máy móc hoặc là ổ nguồn điện rồi. Đấy, các bác muốn nối thêm dây ra thì mình ấy rồi. Con này hay là nó ở cái phần đầu dây là nó có sẵn phích đúc vào luôn. Đấy, chân nó chân dẹt hàng bãi luôn nhá. Chân dẹt hàng bãi Nhật nha, chân dẹt. Và đây là cái đầu dây của nó này. Hàng này của nó là hàng thanh lý công ty các bạn. Đấy, hàng thanh lý công ty rất là xịn. Đây. Đó, rất ok các bác nhá. Đây. Đấy, về các bác ở đây, đây là cái dây của nó đã bấm sẵn cốt rồi này. Đấy, nhưng mà nó kiểu nó hàng thừa, hàng thanh lý mà nên là nó thanh lý giá rẻ, anh em ôm lô được nha. Dây rất là dẻo, rất là xịn nhá. Dây dẻo xịn lắm. Đấy, dây dài 6 mét khá là dài để các bác xài luôn. Dây nguồn đỏ 6 mét nhá. Giá là 30k nhá, 30k. Đấy, về để các bác lắp vào những thiết bị. Rồi là lắp vào ví dụ như là mình về chế thêm một cái ổ điện đấy được. Đấy, để thành một cái ổ để các bác cấp nguồn cho một số thiết bị cũng ok luôn. Đấy, rồi là ví dụ là máy móc cầm tay, máy khoan, máy cắt các thứ rồi mà dây nó hỏng rồi thì mình mua dây về mình thay được, quá ok luôn. Đấy, rồi là quạt quậy này, rồi là những cái thiết bị nồi cơm, nồi kiếc các thứ này. Đấy, những cái đồ dùng đồ điện này mình, nói chung là cái dây này thì rất nhiều thiết bị nó dùng cái dây này nên là các bác về sử dụng quá ok luôn. Dây nguồn đỏ dài 6 mét nhá. Giá đang gửi bác là 30.000 một dây. Tiếp theo thì ở đây lên luôn cho bác một cái sản phẩm hàng cũng mới tinh tình luôn, đó là cái rũa cưa nhá, rũa lưỡi cưa. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái rũa lưỡi cưa, em báo giá luôn là 30.000 một cái rũa này. Đấy, 30.000 một cái cây rũa chuyên dùng để các bác rũa lưỡi cưa nhá. Rũa lưỡi cưa, cái rũa này sẽ có thông số là 200mm tương đương với lại là 20cm. Đấy, chiều dài của nó sẽ là 20cm. Đây cái mặt rũa nó đây nhá. Đấy, nó sẽ gồm rất nhiều những cái đường xước, đường dọc này. Đấy, để về các bác rũa, rũa chuyên để các bác rũa mài lưỡi cưa nhá, rũa mài lưỡi cưa. Đó, nhiều bác có hỏi em bảo là có cái rũa lưỡi cưa không, thì đây
Đấy, về một cái lô hàng này, số lượng ít đâu, không nhá, không có nhiều đâu, chắc vài chục cây thôi. Thì em cũng báo giá nhanh em luôn là 30.000 một cái cây nha. 30.000 một cái cây rũa lưỡi cưa nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là rũa lưỡi cưa. Đó là 30.000 một cây. Một cây này thì cái chiều dài rũa của nó vào là 20 cm nhá, 20 cm. Cả phần cán này cầm thì nó rơi khoảng tầm 30 các bạn. Đó, rũa lưỡi cưa về để các bác mài rũa những cái con cưa nó bị cồn ấy. Đấy, thì các bác mua cái con này về để các bác rũa lại những cái lưỡi nó sẽ sắc hơn, dùng ok hơn. 30.000 một cây rũa lưỡi cưa các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây đèn pin nhôm, lên mã em sẽ cái cây đèn pin nhôm nhá, em báo giá luôn. À, giá của sản phẩm này sẽ là 160.000 một cái nhá. Đèn pin nhôm này. Đấy, đèn pin nhôm 160k một cái đèn pin nhôm nha, 160.000 một cây đèn pin nhôm. Bộ sản phẩm thì sẽ gồm có là một thân đèn nhá, một thân đèn. Cái thân đèn này thì toàn bộ của nó là bằng nhôm hết nhá, nên bên em hay gọi là đèn pin nhôm, toàn bộ bằng nhôm. Đấy, Polycare made in Japan nhá. Đấy, có phần tay cầm rất ok. Con này thì rất nhỏ gọn thôi. Đấy, cầm rất vừa vặn nhá, các bác sử dụng gia đình các thứ rất hợp lý đó. Đi kèm với bác là một cái cọng dây cáp sạc để đi về các bác muốn sạc pin thì các bác cậy em lắp ra. Cắm cái đầu sạc vào đây, còn cái đầu còn lại các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 nhá. Đấy, để các bác cắm sạc cho cái đèn này. Và đi kèm thì sẽ có cho các bác thêm là hai viên pin 18650 nhá. Cái hay của sản phẩm này là nó sử dụng cái pin 18650. Nên là khi mà các bác có thể là muốn thay thế và các bác mua thêm rất là dễ. Đấy, và hiện tại bên em đang bán một viên pin 18650 cũng như này thì bên em đang bán lẻ là 20k một viên nhá. Thì nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin dự phòng thì các bác mua. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20k. Đấy, còn sẵn trong đèn là nó sẽ có rồi. Thì đây, em sẽ lắp cho bác coi. Đó, thì về các bác cứ lắp đúng chiều pin này. Đấy, lắp cho em đúng chiều pin đầu cộng đầu trừ vào. Đấy, các bác lắp vào, sau đó là các bác cho vào đèn. Đấy, xoáy trong cái nắp này vào là các bác bật lên này các bác xài thôi. Đấy, xoáy cái nắp này vào. Đó, đây, bấm thì nó sẽ ở đây. Đấy, nó sẽ có các chế độ sáng này, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, có cả nháy cảnh báo LED nhá. Đèn khá là sáng và soi khá là xa. Rất tiện dụng, nhỏ gọn nhá. Đấy, thì lên mã thì em sẽ là đèn pin nhôm. Đi kèm là có cả pin cả sạc đầy đủ luôn. Đấy, thì chọn một bộ là 160.000 thôi nhá, 160.000. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin ấy thì bên em đang bán lẻ một viên là 20.000 nhé. Còn nếu mà sẵn thì trong này nó có pin sẵn rồi, về các bác chỉ việc xài. Đèn cầm cực kỳ chắc tay luôn. Đấy, có kèm cả sạc, về chỉ việc là dùng thôi, không cần phải mua thêm cái gì các bác nhá. Đó, đèn pin nhôm 160.000 một cây. Mà đó là cái cây bút lấy dấu bằng đồng này. Đấy, cái bút này về các bác chuyên dùng để các bác lấy dấu nhá. Đấy, mỗi lần ví dụ các bác khoan đục, các bác muốn lấy dấu một cái vị trí cho nó chính xác, chuẩn xác nhá, nó không bị lệch, xô dịch không bị lệch. Đấy, thì các bác mua cho em cái cây lấy dấu này về dùng rất tiện luôn. Cái cây lấy dấu này thì nó có thể lấy dấu trên mọi vật liệu luôn. Đấy, như là kim loại này, sắt, thép này, rồi là đồ gỗ, sành sứ thứ cho em được tắt luôn nhá. Chất liệu toàn bộ bằng đồng thau. Đấy, phần này là nó dạng lõi thép nhá. Đấy, nó bắn cực kỳ khỏe luôn và nó in cái lốt lên rất là rõ luôn nhá. Đấy, và thậm chí các bác có thể dùng cái cây này các bác dùng để phá kính được luôn. Đấy, bắn rất khỏe nhá. Nó đi lên mã em sẽ cái cây lấy dấu, nói em báo giá luôn. Bữa trước cây này bên em đang bán là 50.000, nên em về đó mức giá rất dễ mua luôn, chỉ cần có 30k một cây nhá, 30k một cây thôi. Lên mã duy em sẽ là cái cây bút lấy dấu nhá, 30k một cây. Đây em sẽ lấy thử lấy test cho bác coi này. Đây nhá, em đang có cái bề mặt đây, em lấy thử dấu cho bác coi nhá. Đấy, con này thì rất là dễ dàng thôi, các bác chỉ việc ấn mạnh này, ấn mạnh chưa? Đấy, là kiếm cái tạch cá được. Đấy, đây em đang vừa lấy ba cái dấu, nhìn ba cái dấu luôn này. Đấy, rất rõ ràng luôn nhá. Đó, về ví dụ các bác muốn khoan đục một vị trí nào đó thật là chính xác thì các bác ấn cho em một cái. Đấy, là nó sẽ tạo thành một cái dấu luôn. Đây, lấy lại phát nữa này. Đây. Đấy, thấy không? Nó kêu cái tạch tạch ở đây, có nhìn này. Đấy, em lấy mấy dấu đây hết này. Đó, 5-6 dấu đây hết luôn nhá. Đó, chỉ bằng cái cây bút lấy dấu rất là nhẹ nhàng tình cảm thôi. Các bác cứ ấn mạnh cái là tự động là nó sẽ lấy dấu vào luôn. Đó, ok luôn. Đó, thì em đã test thực tế cây bút lấy dấu này rồi các bác nhá. Giá của nó thì hiện tại đang giảm giá, giá rất tốt luôn. Đấy, giá gần như là giá tốt nhất thị trường nhá. 30.000 một cái cây bút lấy dấu nhá, 30.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng đó là cái dòng nồi cơm của Sát này, và đợt này thì cũng về cho bác mức giá rất dễ mua luôn. Đấy, em báo giá lại các bác một lần nữa cái mã hàng này các bác nhá. Lên mã em sẽ cái nồi cơm Sát các nhá, nồi cơm Sát. Nồi cơm Sáp đó, bữa trước thì cái sản phẩm này đang bán là 550.000, hôm nay em về giá mới, giảm giá xả kho bác luôn, giá chỉ có 450k một nồi thôi và sẽ bao ship cho bác đến tận nhà luôn. Đấy, dòng nồi cơm Sáp nhá, 450.000 một cái, bao ship tận nhà. Đây, nồi cơm Sáp thì Sáp này hãng của Nhật nhá. Cái công suất của nó sẽ là 900W nhá, dung tích là 1,8 lít và sử dụng điện 220. Đó, cái hay của nó là sử dụng điện 220. Đấy, và
Nồi 1,8 lít nhá, công suất 900W nhá. Con này nó sử dụng cái công nghệ là cái công nghệ mâm to, nên là khi mà cơm nấu chín rất là ngon. Cái này thì thực tế anh em đã test thực tế rồi. Đấy, cho ra phần cơm ăn rất là ngon luôn. Cơm dẻo, chín, ngon, đều nhá. Đấy, nồi thì cực kỳ chắc chắn, thiết kế theo dạng là nồi kiểu dạng hơi hướng hiện đại bây giờ, nên là nó thiết kế rất là đẹp luôn. Vừa đẹp vừa sang trọng, vừa lịch sự mà rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Dòng này thì của nó sẽ là dạng cái dòng nồi cơ các bạn, nồi cơ, nó không phải là cái nồi điện tử, nên là người già trẻ em đều dùng hết luôn nhá. Nói chung là cả gia đình nhà mình đều dùng hết luôn. Đấy, các bác nấu cơm thì chỉ việc các bác nhớ cho em là bấm nút này. Đấy, nếu mà không bấm nút là cơm nó sống như thế thôi. Đấy, nấu cơm thì nhớ bấm nút. Đấy, có bấm nút cái thế là tự động lúc nào chín là sẽ nảy, thế là các bác ăn thôi. Đây, thiết kế thì có phần quai sách nhá, các bác có thể sách mang đi mang lại rất tiện này. Đấy, em thích những cái nồi cơm mà nó có cái quai sách này, dùng rất là thích này. Mình đôi khi mình cứ hay sách đi sách lại mà các bác mỗi lần các bác gửi bê bê nó rất là mất công. Đây, nó có quai sách, sách đi sách lại rất ok. Cái này là thấy đã thích rồi này. Đấy, tiếp theo thì đây, cái chế độ mở nắp nồi nhá, các bác chỉ việc này ấn vào này, tự động nó sẽ mở ra đó. Còn các bác muốn ấn đóng vào, các bác ấn mạnh em cái vào lẫy luôn. Còn các bác muốn mở thì các bác ấn đây cái tự động mở luôn, rất hay đó. Bên trong thì sẽ gồm có là một đi kèm với một cái xưởng hấp này nhá. Đấy, một cái xưởng hấp. Đấy, các bác có thể cho thêm những cái đồ hấp vào đây, các bác vừa nấu cơm vừa dùng cái hơi nồi cơm để các bác hấp đồ này. Đấy, một cái ca đong gạo đong nước này, một cái môi sới cơm nhá, môi sới cơm, cuộn dây nguồn nhá, cuộn dây nguồn này. Đấy, cuộn dây nguồn, sách hướng dẫn sử dụng này, và kèm thẻ bảo hành luôn này. Và đây là cái phần nồi. Đấy, dung tích là 1,8 lít nhá. Cái này thì phù hợp cho gia đình khoảng tầm 4 đến 5 người ăn là rất là thoải mái rồi. Đấy, toàn bộ bên trong lòng nồi là toàn bộ được chám một lớp chống dính nhá, thì có yên tâm không lo nó bị dính hay là cháy gì cả. Đó, nồi thì nó là dạng nguyên khối luôn, cắt laser nguyên khối, nên là các bác dùng rất ok. Cầm chiếc nồi rất là chắc và nó dày dày. Đấy, quan trọng là cái chất nồi nó dày này, thì khi mà các bác nấu cơm ấy, cái cơm nó cho ra nó chín rất là đều và dẻo nhá. Đấy, còn đây phần trong, bên trong mâm bên trong này, đó, to nhá. Đấy, quan trọng là kích thước của nó to, thì khi mà to thì cái tiết diện nó to thì cái sức nóng của nó sẽ cao. Đấy, khi mà cao thì cái nhiệt của nó sẽ nâng lên và cái độ cơm chín của bác nó sẽ chín thấu, chín dẻo và ngon hơn nhá. Đó, đấy thì tổng quan về cái con nồi đấy anh em đã quay rất chi tiết rồi. Nói chung nó đầy đủ phụ kiện các thứ đi kèm để về các bác sử dụng, không cần phải mua thêm cái gì cả nhá. Về chỉ việc là các bác cắm điện và các bác xài thôi. Nồi nấu cơm rất là ngon. Cái này em đã test thực tế rồi. Đấy, test thực tế nồi nấu cơm ngon nhá, cơm chín dẻo ngon và chất lượng, và thiết kế theo dạng là hiện đại nhá, hiện đại rất ok. Có quai sách này, bấm cái mở ra nhá, đóng cái thu vào, có thế thôi. Đó, rồi mới keng nguyên hộp luôn. Công suất sẽ là 900W nhá, sử dụng điện 220, dung tích là 1,8 lít cơ nhá. Đó thì em báo giá lại một lần nữa này, lên mã giúp em sẽ là cái nồi cơm sáp nhá. Bữa trước đang bán bác là 550.000, hôm nay em về đây bác mức giá rất dễ mua luôn, 450.000 một chiếc nồi cơm nhá, bao ship tận nhà, hàng của thương hiệu sáp không nhá. Đó, rất chất lượng luôn, nồi rất là đẹp. Đến nồi các bác cứ nhận hàng kiểm tra, cầm sách một chiếc nồi nặng trịch chắc chắn, ok luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con đèn 4 cánh này. Lên mã em sẽ cái đèn 4 cánh nha, em báo giá bác luôn. Bên em đang gửi bác một cái mã đèn 4 cánh này với giá sẽ là 90.000 một quả nhá. Con này là sử dụng dòng chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện luôn. Các bác sử dụng gia đình các thứ nhà mình rất ok. Lên mã em sẽ cái đèn 4 cánh nhá, đèn 4 cánh 90.000 một cái quả bóng đèn 4 cánh nhá. Đấy, 90.000 một quả. Sản phẩm này thì sẽ có công suất là 100W nhá và sử dụng cho em là điện 220. Cái đuôi của nó là đuôi phổ thông, đuôi sẽ là đuôi xoáy nhá, đuôi xoáy này. Đấy, đây, công suất là đi 100W này. Nhiệt độ màu sẽ là 6500K, tức là ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng nhá. Và điện là điện 220. Đó, về các bác cứ xoáy trực tiếp vào cái đuôi nhà mình thì các bác xài thôi. Đấy, những cái không gian mà dạng sân vườn, không gian rộng thì các bác mua cho em quả này. Đấy, 100W, rất là sáng nhá, cực kỳ sáng luôn, và nó là dòng chip LED siêu sáng, tiết kiệm điện nhá. Đấy, rất tiết kiệm điện. Và cái thiết kế rất hay, nó nhiều là một cái dạng cái quạt trần nhá. Các bác vừa có thể làm đèn trang trí, vừa có thể làm đèn chiếu sáng luôn, rất ok. Đó, cái này con này thì những cái đợt năm ngoái thì em đang bán khoảng tầm 200 ấy, hơn 200 quả. Đợt này nó về những cái lô này giá nó rất là tốt luôn. Đấy, giá rất là tốt mà sản phẩm dùng rất ok luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đèn 4 cánh nhá, đèn 4 cánh. Thì em đang gửi bác một quả bóng đèn 4 cánh với giá sẽ là đi 90.000 một quả nhá. Đấy,
công suất 100W nhá, và sử dụng là điện 220. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bếp ga du lịch này. Lên mã cho em sẽ là cái bếp ga du lịch nhá. Đó, bếp ga du lịch dùng rất ok luôn. Đây, sản phẩm bếp ga du lịch. Về các bác hay đi chơi, đi du lịch, đi cắm trại, đi picnic, hoặc các bác nào hay ở một mình. Đấy, mình đôi khi mua bếp ga thứ là nó rắc rối lằng nhằng, thì các bác mua cho em cái con này về. Đấy, nó sẽ có bốn cái chân kiềng nhá. Có phần đánh lửa tự động này. Đấy, các bác không cần phải mồi. Về các bác chỉ việc ấn cái này là tự động là nó sẽ ra lửa thôi. Đấy, nó có phần đánh lửa tự động này. Và cái đây là cái phần vòng xoay để các bác điều chỉnh cái phần ga to nhỏ nhá. Về các bác lắp trực tiếp cái bình ga mini các bác mua, các bác cho vào đây. Sau đó các bác nhích ga lên, bấm cho lửa ra ấy. Thế là bùng lên, có thể xài thôi. Đấy, và đi kèm ở dưới này nó sẽ có bốn cái chân đế. Đấy, để khi mà các bác sử dụng các bác để thì nó sẽ chắc chắn hơn. Đấy, cái này xong to xong nhỏ các bác chơi hết cho em luôn nhá. Đấy, về các bác chỉ việc là mua cái bình ga mini các bác lắp vào các bác xài, rất tiện dụng luôn. Đi chơi, đi picnic, đi dã ngoại cực kỳ là ok. Đấy, khi nào mà dùng xong thì mình có thể là gấp gọn vào, rất nhỏ gọn, tiện lợi nhá, dễ sử dụng mà nói chung là hay. Đấy, một chiếc bếp ga. Đây, khi nào mà gấp gọn nó sẽ nhảy, rất nhỏ gọn luôn. Và khi mà các bác mở ra thì rất là dễ dàng. Đó, mở ra cái mở bốn cái kiềng bên trên, bốn cái chân bên dưới này, chắc chắn ok luôn, thiết kế cực kỳ chắc chắn và chất lượng nhá. Đó, lên mã cho em sẽ là cái sản phẩm là cái bếp ga mini nhá. Bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 100k một cái. Bếp ga mini hoặc là bếp ga du lịch đều được nhá. Đấy, bếp ga du lịch hoặc là bếp ga mini. Đó, giá sẽ là 100k cho một cái bếp ga du lịch, bếp ga mini này, 100k một cái thôi. Giá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ khay 5 tầng. Lên mã duy em sẽ là cái bộ khay 5 tầng. Đấy, bộ khay 5 tầng, cái bộ này thì bên em bán khá là nhiều luôn. Đó, bộ khay 5 tầng nhá. Thì đây, đấy, trên hình đang coi thì nó sẽ thành 5 cái khay nhá. Mà nhìn thì đây nó có một khay nhá, nhưng mà nó lồng lại là thành 5 cái khay nhá, 5 cái khay này. Kích thước sẽ gồm có là 10 này, 12, 14, 16 và 18. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khay 5 tầng nhá. Bộ khay 5 tầng. Bộ khay 5 tầng, giá của nó sẽ là đi 50k một bộ thôi. Đấy, 50k bộ về các bác dùng để đựng thức ăn này, rồi là đựng đồ ăn đồ uống các thứ vào đây rất tiện dụng luôn. Rồi là các bác mà hay đi làm công trình công trường, đi làm công sở các bác sẽ hay phải mang cơm đi làm. Đấy, thì các bác mua cho cái bộ này về. Hoặc là ví dụ ở nhà mình hay bảo quản đồ ăn để trong tủ lạnh các thứ rồi thì rất là hay. Thì đây, nó sẽ gồm có là một khay này, hai khay này, ba khay này, bốn khay này và một cái khay to nhất là khoảng 5 khay. Và đi kèm thì 5 cái khay này là nó sẽ có là 5 cái nắp đậy đi kèm. Đấy, rất cẩn thận luôn nhá. Có cả nắp đậy đi kèm luôn, là khi mà ví dụ các bác có mang đồ ăn đi cái thứ giờ nó bị văng ra, rồi ví dụ như là các bác để đồ ăn bảo quản trong tủ lạnh rồi. Đấy, thì các bác cho vào trong này. Đấy, mình bảo quản trong tủ lạnh hoặc các bác để ở ngoài mình có đậy vào cũng ok. Nó có cái nắp đậy rất là an toàn. Đấy, không lo vi trùng vi khuẩn ruồi bâu cái thứ giờ vào. Ok, sạch sẽ, gọn gàng ok nhá. Đấy, thì khi nào mà dùng xong thì các bác có thể lồng vào. Nó rất là nhỏ gọn nha. Đấy, lồng vào nó rất là nhỏ gọn. Còn khi mà bày ra thì nó sẽ có chồng lên 5 cái khay nhà nhá. Đấy, thì lên mã cho em sẽ là cái bộ khay 5 tầng. Bên em đang gửi bác giá một cái bộ khay 5 tầng là 50.000. Kích thước của nó sẽ là 10 này, 12 này, 14 này, 16 và 18 nhá. To nhất sẽ là 18. Đó, bộ khay 5 tầng, 50.000 một bộ nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ đũa thìa inox của Đức này. Đấy, thì đây, đây là cái hộp thìa 5 chiếc của Đức nhá, hàng của thương hiệu Willing luôn nhá. Đấy, một hộp này là 5 chiếc. Đó, giá thì bên em đang gửi bác giá rất là tốt luôn. 50k một hộp nha, 50k một hộp. Lên mã em sẽ là cái bộ thìa inox 5 cái. Thìa inox nhá, thìa inox 5 cái. Giá của nó sẽ là 50k, hàng của Willing luôn nhá. Hàng hình hai thằng người này. Đó. Ngoài ra thì có đũa inox luôn, cũng nhiều bác hỏi đũa inox rồi. Đấy, đũa inox cũng của Willing luôn. Đó. À, một hộp 5 đôi. Giá cũng sẽ là 50k luôn, bán đồng giá đũa thìa như nhau nhá. Lên mã em sẽ là cái hộp đũa inox 5 đôi. Đấy, đũa inox nha. Một hộp là 5 đôi nhá, cũng 50k luôn, một hộp là 5 đôi. Su 304. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, Su 304 logo Willing nhá. Đấy. À, phần đầu đũa thì có chống trơn trượt nhá. Nhiều bác hỏi là góc đũa này có trơn không thì cứ yên tâm lóc không trơn. Đấy, và đũa này thì inox này thì dùng rất là an toàn. Đấy, không lo nó bị nấm mốc này, không lo nó bị cong vênh này, rất là an toàn với sức khỏe luôn. Đó, đũa rất là đẹp, dễ dàng sử dụng nhá. Lên mã cho em sẽ cái hộp đũa inox 5 đôi. Một hộp này là 5 đôi với mức giá là 50k một hộp nhá. Đấy, đũa inox hàng của Willing nhá, hàng của Willing. Đó. Ngoài ra thì đây là thìa. Thìa đây, thìa cũng là 5 cái. Thìa rất là dày, thìa dày lắm. Các bác nhìn này, cái thìa rất là dày. Đấy, thìa nó dày cộp luôn này. Đó. Su 304 nhá. Đấy, logo Willing này, bóng sáng loáng luôn. Một hộp thìa này sẽ gồm có là 5 cái nhá. Thìa rất dày luôn, thìa dày lắm đây. Lấy cho bác hai cái này. Đấy, những cái dòng thìa này khi mà các bác gõ vào với nhau thì nó
cái tiếng kêu nó cộc cộc này thì các bác chứng tỏ là thìa rất là dày luôn. Đấy, về các bác sử dụng ok luôn. Lên mã thì em sẽ được cái hộp thìa inox 5 cái nhá. Hộp thìa inox 5 cái, giá của nó sẽ là đi 50k nhá, 50k hộp thìa inox 5 cái nhá, 50k hộp. Còn đũa thì 5 đôi cũng là 50k, bán đồng giá luôn, thì các bác có thể lấy đũa lấy thìa tùy nhu cầu nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái bộ dao đen của Nhật này. Đấy, của thương hiệu Asaka Japan, một bộ dao đen 5 cây, giá thì siêu hạt rẻ. Chỉ có là đi 50.000, à xin lỗi bác là 70.000 một bộ dao đen của Asaka Japan nha. Lên mã thì em sẽ là cái bộ dao đen nhá. Bộ dao đen này. Bộ dao đen. Đấy, bộ dao đen. Giá sẽ là 70.000 một bộ nhá, 70.000 một bộ. Đây. Một bộ của nó sẽ gồm có cho bác là 3 cây dao. Một cây này, đấy một cây vừa lọc vừa thái bản to này, một cây chuyên này các bác lọc này, và một cái cây chuyên này các bác gọt hoa quả này. Đấy, cây chuyên gọt hoa quả có cả phần bật bia này. Đấy, 3 cây nhá. Asaka Japan này, xịn sò ngon này luôn. Sắc bén lắm. Tiếp theo thì là một cái sản phẩm rất hay, đó là cái này đó là cái đánh vẩy cá nhá. Các bác dùng để các bác đánh vẩy cá là bằng cái này. Đấy, các bác dùng cái này. Ngoài ra thì nó có một cái chi tiết rất hay nữa, đó là cái khuôn. Khuôn này ví dụ các bác làm bánh hoặc hay các bác hay dán trứng thì các bác dùng khuôn này. Đấy, khuôn hình trái tim rất ok luôn. Đấy, thiết kế rất đẹp nhá. Một bộ này sẽ gồm có là 5 món này. Đấy, 5 món 1 2, và với lại 3 dao thì tổng là sẽ là 5 món nhá. Đấy, rất đẹp, rất chất lượng nha. Bộ dao đen nữa nhá, bộ dao đen lên mã giúp em sẽ là cái bộ dao đen nhá. Cái bộ này thì chủ yếu các bác dùng chuyên để các bác thái nhá, chuyên dùng để thái. Giá nó chỉ có 70.000 thôi. Nói chung là so với tầm tiền này các bác mua cho em bộ dao này thì nó quá ok rồi. Giá nó quá hạt rẻ luôn mà chất lượng thì cực kỳ là ok, sắc bén lắm, sắc cực kỳ luôn. Các bác nhìn cái chất dao nó này. Đấy, lưỡi sáng bóng nhá, sắc cực kỳ luôn. Đấy, không sắc không lấy tiền. Lên mã nha, sẽ cái bộ dao đen nhá của thương hiệu Asaka Japan. Đấy, Asaka Japan này. Đó, giá sẽ là 70k một bộ dao đen nha. 70k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây lên luôn cho bác đó là cái bộ ví hồng. Lâu lâu qua cho em chứ em không quay cho bác cái bộ này, đó là cái bộ ví hồng nhá. Lên mã em sẽ cái bộ ví hồng này. Đấy, bộ này thì cực kỳ đẹp luôn đó. Đó, bộ này thì cực kỳ đẹp, rất nhiều chi tiết nhá. Đấy, sẽ gồm có các loại ví dụ như là bấm móng tay này, rồi là lấy dây tai này, có phần lặn mụn này, zip giếc cạo kia các thứ ra đầy đủ cho bác luôn, kìm cắt lấy ra chết dành cho chị em phụ nữ này, rồi là các ông các bà đều dùng hết luôn. Nói chung là dùng cả gia đình. Bộ này các bác mua về dùng đa năng, dùng cả gia đình nhà mình luôn. Đấy, đàn ông thì hay dùng những cái bấm tay móng chân, còn phụ nữ đàn bà thì hay dùng ví dụ như là zip giếc rồi những cái kìm kéo cắt lấy ra chết các thứ này, thì các bác hay dùng những con này. Nói chung là bộ này dùng xài cho cả gia đình nhà mình luôn nhé, trẻ em người lớn người già đàn ông đàn bà đều dùng hết luôn nhé. Đựng trong chiếc hộp da rất đẹp luôn. Lên mã giúp em sẽ cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng. Đấy, màu hồng rất là đẹp luôn. Giá của nó sẽ là đi 60.000 một bộ thôi. Lên mã em sẽ cái bộ ví hồng nhá. Bộ ví hồng này. Đấy. Giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, bao gồm là các chi tiết như là cắt móng tay này, lấy dây tai này, nặn mụn này, kìm cắt lấy da chết các thứ này, giúp giếc các thứ đầy đủ luôn, nhíp nhíp có đủ cả luôn nhá. 60.000 một bộ ví hồng nha. Vít nở sắt nhá, cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn thì vẫn bình ổn cái giá cũ để gửi bác luôn. Thì bên em sẽ bán ở combo là 10 con vít nở sắt nha. Giá của nó sẽ là đi 30.000 này. Đây để em đếm cho bác là 2 này, 4 này. 4 6 8 10. Đây, 10 con vít nở sắt nha thì sẽ có giá là 30.000 nhá, 30.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái combo 10 vít nở sắt, giá của nó sẽ là 30.000 cho 10 con vít nha. Đấy, 30.000. Cái con vít này thì kích thước của nó sẽ là M625 nhá. Đấy, M625. Cỡ của nó sẽ là cỡ 6 này. Cỡ vít sẽ là cỡ vít 6 và chiều dài của nó sẽ là 25mm nhá. Đấy, 25mm, và cỡ vít của nó sẽ là cỡ vít 6. Đấy thì em hay gọi là cái vít M625 ấy. Đó thì gọi là cái vít nở sắt. Combo 10 chiếc là 30.000. Đây em cho các bác xem một video thực tế về cái sản phẩm này. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Sắt xẻ 4 cánh. Em này rất thích hợp cho các bác thi công lắp vách ngăn, trần thạch cao, tấm sắt. Vít xẻ 4 cánh chịu lực lớn và chống xoay tốt, đặc biệt có thể tháo ra tháo vào khi cần mà không làm ảnh hưởng chất lượng vít các bác nhà. Đấy, các bác nhìn nhá, khi mà các bác khoan một cái lỗ sau đó các bác bắt vào đấy thì nó sẽ xòe ra như một chiếc cánh hoa đấy, và nó sẽ chốt chặt vào luôn đấy, có thấy không? Và các bác có thể tháo ra lắp vào được nhiều lần vì ở đây nó có một cái gen mà đấy, có thấy không? Tháo ra lắp vào thoải mái. Còn cái con bu lông nó nở cánh hoa là nó sẽ bắt chặt vào đấy rồi đấy, nó sẽ ôm sắt đấy, nó sẽ ôm chắc vào cái chỗ mà các bác bắt cái con vít này vào này đấy, thì nó gọi là cái con vít nở sắt hình cánh hoa đấy, rất là ok luôn đấy. Nói chung về các bác
sử dụng dùng chế cháo rất là hay. Đó, rồi đấy là thực tế về cái sản phẩm vít nở sắt cũng nhá. Đấy, dùng hai lắm con này. Đây, các bác cùng coi một lần nữa này. Đấy, về các bác quan cái lỗ này, đấy, kẹp nó vào. Khi mà các bác siết vào này, các bác nhìn này nó xòe ra này. Đấy, hay không? Đấy, rất ok nhá. Đấy, và các bác có thể tháo ra vào nhiều lần. Coi như thay một con bu lông luôn. Bình thường là các bác cứ phải hàn hiếc các thứ bất công như con này về, các bác không cần phải hàn, khoan lỗ thôi, các bác bắt cái này vào xong. Nó tiện lắm. Dùng rất là hay. Về cho anh em thợ thuyền chế cháo này, bắt đồ đạc nọ kia rồi bắt vào ấy này. Đấy, khi mà các bác siết nó vào thì nó sẽ thu nó vào và nó sẽ xòe cái cánh lên và nó sẽ ôm sát vào. Đấy, và con này ở đây nó có một cái con bu lông là các bác có thể tháo ra, tháo vào nhiều lần nhá. Đấy, con này cỡ của nó sẽ là ốc 6 nhá, ốc 6, chiều dài nó sẽ là 25 mm, thì bên Nam hay gọi là cái con M625 ấy. Đó. Vít nở sắt nhá, combo vít nở sắt 10 con. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một cái combo vít nở sắt 10 con này. Đấy, 30.000 một combo vít nở sắt nhá. Lên nhanh luôn cho bác, đó là cái đèn LED 5 châm này. Đấy, đèn LED 5 châm, đèn LED 5 châm của thương hiệu Zuki nhá. Đèn tiết kiệm điện này rất ok. Con này về các bác sử dụng được nhiều việc lắm. Về cho anh em thợ thuyền này. Rồi là các bác làm máy may nhá các nhá, làm máy may rồi các bác làm nghề. Đấy, cần một cái ánh sáng nó tập trung, các bác mua cho con đèn này. Đấy, thì cái con đèn này nó sẽ có tích hợp công tắc luôn. Và đây, thông số này, điện áp của nó sẽ là AC 110 đến 250V nhá. Đấy, và công tắc bật tắt đây này, và có đây là cái giả LED của nó. Con này rất là sáng luôn và rất là hay là nó thiết kế một cái chip áp này nữa, là các bác có thể tăng giảm độ sáng tùy vào cái nhu cầu các bác sử dụng để các bác xoay trong cái vòng nhá. Còn đây là cái phần dây nguồn của nó. Một cái hay nữa là cái con này này là nó có cái phần nam châm nhá, có cái phần nam châm. Đây sẽ test cho bác luôn này. Đây nhá, đây khi mà các bác có cái chỗ sắt này là các bác để vào này. Đó là nó sẽ dính vào luôn. Đấy, nó sẽ dính vào này luôn và các bác theo thoải mái các bác điều chỉnh các hướng nhá. Đấy, nó dính rất là chắc luôn. Nam châm này dính chắc lắm. Rồi bắt đầu các bác giật cái dây này ra cho em. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác xài. Đây em sẽ cắm test bác cò này. Đấy, cắm test bác cò nhá. Đấy, cắm vào này, bật công tắc lên này. Đấy, bật công tắc lên. Đó, bật công tắc lên, đèn sáng này. Và con này các bác có thể điều chỉnh bằng cái chiết áp này. Đấy, điều chỉnh cái chiết áp nhá. Tăng giảm độ sáng bằng cái chiết áp này luôn. Đó đây, các bác nhìn này. Đây em giảm xuống này, em tăng lên này. Đấy, tăng lên rất là sáng luôn nhá, tăng lên sáng lắm con này. Đấy, làm đèn làm việc các thứ rất ok đây này. Chỗ này đang là chế độ sáng vừa này. Đấy, sáng nhất đây này, vậy thấy không, sáng chói luôn nhá, sáng lắm, về các bác sử dụng rất ok luôn. Đấy, rất hay, có thể bẻ các hướng các kiểu nhá, và các bác cứ có cái chỗ nào mà kim loại nam châm là nó sẽ dính vào đây, nó hít vào đây luôn, rất tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn, các bác để thoải mái không lo rơi đâu. Đây, đấy, quá ngon lành cành đào luôn này. Đấy, ok luôn. Đây, đấy, đây em điều chỉnh cái chiết áp này. Đấy, thấy không, đó, rất ngon lành quá nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm. Đấy, và lúc nào không dùng nữa các bác tắt công tắc đi được. Quá ok, tiện lắm. Đó. Rồi cái này thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đèn LED nam châm nhá. Đấy, đèn LED nam châm. Đèn LED nam châm. Giá của nó thì em báo luôn. Giá của nó thì đợt này đang được giảm giá xả kho đấy, bán nhanh bác luôn. Giá có 60.000 thôi. Bữa trước này cái lô trước này về nó giá cao hơn, hình như đang bán là 8.000 ấy. Đợt này nó giá rất là hạt rẻ, nó chỉ có 60.000 một cây thôi. Mà dùng rất là tiện luôn. Đấy, về cho các bác sử dụng hay, có tích hợp công tắc này, điều chỉnh chiết áp độ sáng này, giải LED này, giải LED chế độ tiết kiệm điện và rất là sáng luôn nhá. Dây nguồn sử dụng điện 220 và cả cái phần lò xo này các bác có thể uốn cong bẻ các hướng các kiểu luôn nhá. Nhá, 60.000 một con đèn nha, đèn LED nam châm nhá, lên mã em sẽ là đèn LED nam châm 60k một con. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu của nó chất liệu là bằng nhựa sừng này. Đấy, nhựa sừng, về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhớ các thứ ra, để các bác mua cái cây về kéo dài ra, thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhớ các thứ massage ok luôn. Giá đi em báo luôn. Bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k. 10k các nhá, 10k một cây gãy lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai thành phần này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái
hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này, đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây, các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra, sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi, thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá, lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần nhá, 40k một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Thắt lưng dù quân đội Mỹ và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. Cái này em báo giá luôn nhé, báo giá luôn thì bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn là mũ và thắt lưng, là bán đồng giá luôn là cứ 60.000 một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000, và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn với bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp, USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông. Đấy, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy, thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên bịch, nguyên túi, mới kèng luôn, quá chất lượng, gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn, nó phải siêu bền luôn. Đây có nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở, dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ, sập cái này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn, giật thoải mái luôn nhá, cực kỳ chắc chắn. Và lúc nào các bác không dùng nữa, các bác tháo ra mở em ra, thế là xong, rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá, mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá, bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, thì các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá. Rồi.